chương 2328, Cổ Thủy Văn hai ngoại trừ Đông Hải. Tất cả đều rất bài ngoại, Nam Cương cũng giống như vậy. Nếu để cho các thế lực lớn và cổ tiên Nam Cương biết được, Vũ Dung muốn liên lạc với thế lực ngoại vực, nhờ tay người khác nhúng tay vào việc của Nam Cương, tất sẽ bị người ta dùng ngòi bút làm vũ khí. Ý kiến và thái độ của công chúng sẽ bao phủ Vũ Dung, cho dù ông ta là thái trượng đại trưởng lão Vũ Gia, tu vi bát chuyển cũng không ngoại lệ. Có thể nói, Vũ Dung muốn làm việc này sẽ bốc lên rất nhiều nguy hiểm. Một khi bại lộ, có khả năng thế cục tốt đẹp trước mắt của vũ gia sẽ không còn một nửa ồ vũ dung chủ động liên lạc với ta chỉ sợ là vì tên ma đầu phương nguyên kia tử vi tiên tử đang tĩnh giữa đột nhiên nhận được liên lạc của vũ dung nàng mỉm cười lập tức trả lời lại thân phận vũ dung rất đặc biệt là thái thượng đại trưởng lão vũ gia mặc dù thực hiện ảnh hưởng đối với ông ta không có bất kỳ hiệu quả nào chỉ là hợp tác nhưng đó cũng là một sự kiềm chế đối với ông ta hai bên liên lạc vài câu vũ dung đi thẳng vào vấn đề nói về phương nguyên Tử Vi tiên tử suy nghĩ, quả nhiên không ngoài sở liệu, Phương Nguyên có được định tiên du, lại trải qua việc ta công bố hình ảnh bên trong bảo hoàng thiên, bại lộ át chủ bài của hắn, Vũ Dung càng thêm kiên kỵ, cam chịu phong hiểm, cũng muốn diệt trừ Phương Nguyên, tình huống thiên đình gần đây cũng không được tốt, cách đây không lâu, bọn họ tập kích Phúc Địa Lăng ra lần thứ hai. Mục tiêu dự chủ không thành công bất cứ cái nào, cô trí tuệ bị Phương Nguyên mang đi. Phương Nguyên chạy thoát, Phúc Địa Lang ra được trường sinh thiên bảo vệ, ngược lại lôi quỷ chân quân của Thiên Đình lại từ chiến, Trần Y, Từ Vi Tiên Tử và Phượng Cửu Ca đều bị thương, hiện tại đang tĩnh dưỡng, nhưng cho dù là vậy, sau khi Từ Vi Tiên Tử biết được dụng ý của Vũ Dung, không chút do so dự đồng ý ngay, Phương Nguyên nhất định phải diệt trừ, cho dù hắn có định tiên du thất truyền, con cổ trùng này cũng có phương pháp khắc chế, lui một vạn bước, cho dù không diệt trừ được Phương Nguyên, nhưng không ngừng bức bắt hắn, khiến cho hắn không có thời gian phát triển, đối với Thiên Đình mà nói cũng là một sự thành công. Tốc độ Phương Nguyên phát triển quá mức đáng sợ, đây là kết quả mà thiên ý không ngừng ảnh hưởng bố trí cứ cách một khoảng thời gian khi hắn xuất hiện lần nữa hắn chắc chắn sẽ có tiến bộ kinh người cho dù giết không chết hắn cũng không muốn cho hắn tu hành thành công cho dù hắn có thủ đoạn mới vẫn phải kịp thời bức bách những ác chủ bài này ra ngoài trong lòng tử vi tiên tử lại càng kiên kỵ phương nguyên sâu hơn để truy sát phương nguyên tử vi tiên tử đã dốc bao nhiêu công sức phúc địa lang ra thiếu chút nữa bị nàng đánh hạ nhưng phương nguyên thì sao vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật như cũ mặc dù thiên đình vẫn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối mặc kệ là chữa trị cổ số mệnh hay là bồi dưỡng đại mộng tiên tôn hoặc bắt giữ u hồn ma tôn đều là ưu thế phương nguyên khó mà với tới nhưng trong lòng tử vi tiên tử vẫn thấp thỏm lo âu sự sợ hãi này gần như không hiểu thấu nhưng chính là sợ hãi bởi vì phương nguyên mà thấp thỏm lo âu lần này chính đạo nam cương liên thủ đối phó phương nguyên đó chính là cơ hội dù không để ý thương thế ta cũng phải dốc toàn lực giết chết phương nguyên diệt trừ mầm tai họa này ánh mắt tử vi tiên tử lóe lên sự kiên định chính đạo nam cương hợp ngưu với phương nguyên bởi vì vũ dung chủ động liên lạc hành động của thiên đình còn chưa bắt đầu đã sớm nhúng tay tẩn núp đằng sau có thể nghĩ một khi thiên đình ra tay nhất định sẽ là đà kích thạch phá thiên kinh nhưng điều đáng tiếc chính là phương nguyên từ lâu đã ngờ đến điểm này sau khi giao dịch với trì khúc do xong hắn liền có đầu rụt cổ tập trung tinh thần thăm dò mộng cảnh đây là mộng cảnh trụ đạo bên trong mộng cảnh phương nguyên hóa thành một ông cụ là nhân vật chính của mộng cảnh tu vi tư chuyển lúc này hắn đang bị sáu vị cổ sư biểu hiện bất thiện vây quanh bách liêm đại nhân đây là tiền thù lao trị liệu xin ngài theo chúng tôi một chuyến cổ sư cầm đầu cũng có tu vi tứ chuyển nhìn phương nguyên lời nói mang tính uy hiếp đầu tiên phương nguyên thị xác cổ trùng bên trong không khiếu của mình đều là cổ trùng trụ đạo nhưng phần lớn là phụ trợ cũng không có công năng chữa bệnh suy nghĩ một chút phương nguyên thử từ chối lão hủ chỉ là một cổ sư trụ đạo bình thường của bình thường không phải y sư các vị mười lão hủ như vậy chẳng phải là ép buộc sao đối phương quả nhiên đáp lại hồ bảo ngươi đi thì ngươi cứ đi mong ra trung châu ta thỉnh cầu ngươi dám không đồng ý nội tình của ngươi chúng ta đã sớm điều tra rõ ràng yên tâm đi nếu đã mời ngươi thì chính là nhìn chúng bản lĩnh của ngươi ngươi có cách để trị hết bệnh của mông bức đại nhân nhà ta đi thôi còn muốn chúng ta mời ngươi thêm lần nữa sao vậy thì đi thôi làm phiền dẫn đường phương ngươi giả bộ cười khổ đi theo những cổ sư này Phương Nguyên rất nhanh đến Trịnh gia, gặp được bệnh nhân mông bức, chỉ thấy người này xanh xao vàng vọt, dây như quay củi nằm trên giường riêng hừ hừ, bị sao vậy? Những bệnh như thế nào? Phương Nguyên thử hỏi, một nâu bọc bên cạnh liền kể lề, gia lão gia ngày thường trắng kiện như hổ, bôn tẩu như sói. Không nghĩ rằng lại ra nông nỗi như thế, lại lấy bị tên gian thương đáng chết kia hãm hại, mua cổ thủy van, tên gian thương đó nói, có con cổ này, nhất định có thể nước chảy mây trôi viết xuống văn chương mỹ diệu, lão gia xưa nay liều lĩnh, các gia lão khác nói ngày ấy chỉ có ma lực chứ không có văn chương lão gia bị khúc mắc như thế mới không tức giá cao mua súng cổ thủy văn đêm đó muốn viết ra văn chương mỹ diệu chẳng lẽ cổ thủy văn này có vấn đề phương nguyên hỏi tiếp chương 2329, quang âm phi nhận một tiểu bộc lắc đầu rồi lại vật đầu ban đầu cổ thủy văn mà lão gia mua không có vấn đề từng trang văn chương nối rót mà ra lão gia vui vô cùng trong đêm đó viết sáu năm chục chương đến sáng sớm lại xảy ra vấn đề lão gia còn chưa dùng bữa sáng đã tiêu chảy không thôi mà tiêu chảy cứ như chảy nước tàng đáng sợ hơn chính là đi từ sáng đến tối liên tiếp 20 lần đáng thương cho lão gia vốn như lăng như hổ chỉ trong một ngày đã trở nên thê lương như thế lúc này phương nguyên mới hiểu ra đồng thời trong lòng còn có nắm chắc cổ thủy văn không có vấn đề mà là dùng nhiều sẽ có vấn đề ai cũng không chịu nổi hang quá hóa giờ chính là lẽ thường của thế gian dùng cổ luôn có phong hiểm rơi xuống kết quả như vậy cũng là gieo gió gạt bão Mong gia ép buộc ta đến đây quả là không sai, mặc dù cổ trùng trụ đạo của ta không có thủ đoạn giống như y sư như dùng ở đây lại vừa đúng, có thể trị liệu được, Phương Nguyên thầm nghĩ, Phương Nguyên thăm dò mộng cảnh đã không còn là tân thủ, kinh nghiệm tích lũy đã vô cùng phong phú, mộng cảnh Mông Bức tiến hành đến đây, Phương Nguyên đại khái cũng đã hiểu ra, điều này chính là muốn mượn rất nhiều cổ trùng trụ đạo bên trong không khiếu của ta tạo thành sát chiêu trụ đạo, giải quyết thương thế trên người Mông Bức, Mông Bức bị thương là do sử dụng quá độ cổ thủy văn, sát chiêu trụ đạo này nhất định phải đúng bệnh hốt thuốc mặc dù cảnh giới trụ đạo của phương nguyên bình thường nhưng lại có chân truyền u hồn ma tôn chân truyền lang gia và chân truyền hắc phàm nhất là chân truyền hắc phàm lúc này đã trợ giúp phương nguyên giải quyết vấn đề khá lớn Hảo nghiệm mộng cảnh chính là kiến thức của người thăm dò còn có thủ pháp tổ hợp sát chiêu đương nhiên cũng không phải đơn giản như vậy phương nguyên cẩn thận phân biệt phát hiện bên trong không khiếu có rất nhiều phàm cổ trụ đạo còn có nhiều con chỉ có trong mộng cảnh không tồn tại trong hiện thực hoặc chỉ là suy đoán mà thôi phương nguyên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn dù sao nơi này cũng là mộng cảnh hoàn toàn khác với hiện thực đổi lại người bên ngoài cho dù là đại năng trụ đạo lúc này cũng muốn thử thời vận còn vận khí của phương nguyên thì trước giờ vẫn không tệ nhưng lúc này hắn còn có lựa chọn tốt hơn sát chiêu tiên đạo giải mộng khi phương nguyên thăm dò mộng cảnh đạo thiên hắn cũng không sử dụng sát chiêu này nhiều nhưng lúc này bởi vì quy mô mộng cảnh quá nhỏ lập tức đưa ra tác dụng phi phạm phương Lán lựa chọn cổ trùng chính xác đều nằm trong không khiếu trực tiếp mang câu trả lời đến trước mắt phương nguyên trong lòng phương nguyên vốn có suy đoán dựa vào số cổ trùng này hắn lập tức nếm thử sau khi thất bại hai lần hắn đã thành công thôi động sát chiêu cứu được mông bức kể từ đó mộng cảnh cũng được phá giải hồn quay về tiên thể trí tôn phương nguyên chậm rãi mở hai mắt ra hắn vui mừng phát hiện cảnh giới trụ đạo của mình đã từ phổ thông thăng lên cấp đại sư nhưng hắn còn chưa vui mừng được bao lâu sắc mặt đã thay đổi cùng lúc đó sát chiêu tiên đạo diêm đế vẫn luôn bao phủ hồn phách của hắn vốn ẩn không phát lúc này bỗng nhiên bành chướng thật mạnh có người đang suy tính phương vị của ta cường độ còn không tệ phương nguyên cười lạnh đổi lại trước trận công phòng chiến lang gia tình huống của hắn sẽ đáng lo nhưng lúc này trên người hắn có sát chiêu diêm đế có năng lực phòng bị suy tính đủ để cho tử vi tiên tử thiên đình tạm thời thúc thủ vô sách quả nhiên sau khi đối phương suy tính một hồi từ đầu đến cuối vẫn không phá được sát chiêu diêm đế bỏ ra cái giá rất lớn nhưng lại uổng công sát chiêu diêm đế chậm rãi rút về cuối cùng biến thành một lớp y phục đơn giản bao trùm hồn phách lãi quang lấp lóe trong mắt phương nguyên hắn nhanh chóng quét một vòng chung quanh khí tức diêm đế bốn phía nhưng để vạn vô nhất thất hắn quyết định rời đi không dừng lại quá lâu ở đây định tiên dù một lần nữa phát động sử dụng nó đi đường đúng là quá thuận tiện thoáng một cái phương nguyên đã từ nam cư chạy đến một chỗ khác khoảng cách giữa hai nơi không biết vượt qua bao nhiêu dặm. phương nguyên lại bay nhanh tìm được một sơn cốc sương mù màu xám nồng đậm để ẩn núp nội tình hồn phách chỉ còn lại ba vạn nhân hồn Phương Nguyên cẩn thận tính toán, hãy thở dài một cái, thôi động sát chiêu Diêm Đế sẽ khiến cho hồn phách Phương Nguyên phải vánh vác, dẫn đến nội tình hồn phách của hắn bị tiêu hao. Vừa nãy, sát chiêu Diêm Đế vì để chống lại suy tính của địch thủ thần bí, nó đã tiêu hao hơn trăm vạn nội tình hồn phách của Phương Nguyên, vì thế có thể thấy được công lực của người suy tính rất cao. Trước đó, nội tình hồn phách của Phương Nguyên đã là hơn 3000 vạn nhân hồn, nhưng trong trận công phòng chiến lang gia, Phương Nguyên đã tiêu hao quá lớn, đừng quên còn có thăm dò mộng cảnh, chẳng những tiêu hao nội tình hồn phách mà còn tạo thành sự tổn thương tính uy hiếp cho hồn phách. Nếu đổi lại là trước đây, Phương Nguyên hoàn toàn có thể lợi dụng tài nguyên trong tay một lần nữa đẩy hồn phách tăng lên. Như lúc này, núi đã hồn đang trong giai đoạn chữa trị, vẫn chưa thể dùng, không có núi đã hồn để sản xuất cổ can à. Dựa vào số lượng hàng tồn cổ can đảm trong tay Phương Nguyên, hắn cũng không trò chống được bao lâu để chữa trị núi đã hồn. Ta vẫn luôn thôi động tiên cổ Giang Sơn như cũ, mặc dù trên núi đã hồn vẫn còn sót lại sát chiêu ngay ngắn rõ ràng của u hồn ma tôn nhưng dù sao tiên cổ Giang Sơn như cũ cũng chỉ có lục chuyển mà thôi. Công việc này vẫn luôn tiêu hao tiên nguyên của ta rất nhiều, dự trữ tiên nguyên của phương nguyên cũng vì thế mà sắp cạn, dự trữ rồi dào trước đó, trong trận công phòng chiến lang gia kịch liệt. Nó đã tiêu hao gần hết, đả kích thiên đình nhắm vào phương nguyên mặc dù không giết chết được hắn, nhưng cũng không phải cực khổ mà vô công, đã tiêu hao nội tình của phương nguyên rất lớn, chương 2330, Quang Âm Phi nhận hai tên nguyên dự trữ không đủ cũng là nguyên nhân Phương Nguyên đồng ý hợp tác với chỉ Khúc do mà không phải cứng rắn. Đấu nữa, thật ra, lúc này tài nguyên trụ đạo bên trong tiên khiếu Chí tôn của Phương Nguyên rất phong phú, thời gian lưu truyền rất nhanh, ngưng tụ thành tiên nguyên còn nhiều hơn cổ tiên thất truyền trong thiên hạ, nhưng Phương Nguyên tiêu hao cũng rất nhanh và nhiều. Chỉ dựa vào bản thân hắn thì bổ sung không kịp, trong khoảng thời gian này, giúp hắn chống đỡ vẫn là buôn bán long ngư. Buôn bán long ngư ngày thu một đấu vàng, Phương Nguyên hấp thu tiên nguyên thạch khi đó mới bổ sung tiên nguyên chỉ hoãn vấn đề tiên nguyên không đủ dựa vào buôn bán long ngư còn có hàng tồn cổ can đảm ta vẫn có thể miễn cưỡng duy trì đợi đến khi núi đã hồn được chữa trị tốt tất cả sẽ chuyển biến tốt đẹp có định tiên du và tứ thông bát đạt phương nguyên cũng không e ngại những người khác tìm đến cửa trên thực tế dưới rắc chiêu bảo vệ của diêm đế bọn họ muốn tính ra vị trí của phương nguyên trong thời gian ngắn là rất thấp phương nguyên quyết định tiếp tục thăm dò mộng cảnh trụ đạo hắn giữ lại rất nhiều mộng cảnh trụ đạo trong cống ngầm lực ảnh sau khi bố trí cổ trận xong hắn lập tức tiến vào trên một ngọn núi tuyết một lão giả chắp hai tay sau lưng nhìn qua phương nguyên quỳ xuống lão giả thản nhiên nói phương nguyên hơi sững lại nhưng hắn vẫn làm tha lời lão giả nói biểu hiện của ông cụ trở nên cực kỳ trang nghiêm và trang trọng âm thanh trầm thấp từ giờ trở đi ta sẽ truyền thụ cho ngươi sát chiêu mạnh nhất của bổn gia quang âm phi nhận lưỡi đao vừa ra lệ vô hư phát không gì là không chúng sau khi ngươi học chiêu này xong mới có hy vọng giết chết cừu nhân của tộc ta vâng phương nguyên nhai xong trong lòng hơi động hắn bỗng nhiên cảm giác được lần thăm dò mộng cảnh này nhất định sẽ có thu hoạch lớn quả nhiên thời gian tiếp theo lão giả đã truyền thụ cho hắn sát chiêu quang âm phi âm hòa chỉnh chiêu này vô cùng phức tạp so với sát chiêu vạn ngã mà hắn sáng tạo ra còn muốn phức tạp hơn trình tự hay thay đổi càng biến thái hơn chính là thời gian ấp ủ chiêu này cực ngắn cần trong ba hơi thở phải hoàn tất mấy trăm trình tự nếu không phương nguyên sẽ bị sát chiêu phản phệ trong ba hơi làm sao mà được, cho dù là Phương Nguyên cũng cảm thấy không cách nào làm được, nhưng lão giả vẫn không ngừng giảng giải, Phương Nguyên cẩn thận lắng nghe, thì ra phương pháp giải quyết chính là mượn sát chiêu trụ đạo, giảm thời gian thôi động quang âm phi nhận xuống ba hơi. Cứ như vậy sẽ đạt được tiêu chuẩn, cổ tiên lưu phái khác, nếu dùng thủ đoạn trụ đạo ra tốc sát chiêu, trên cơ bản là đổ dầu vào lửa, sẽ hoàn toàn đi ngược lại, khiến cho sát chiêu thôi động thất bại, dẫn đến phản phệ, nhưng quang âm phi nhận vốn là sát chiêu trụ đạo, sử dụng sát chiêu trụ đạo khác ở giữa không có bài xích đạo ngân với nhau lại càng hợp sức nhau tăng thêm sức mạnh thế là phương nguyên bắt đầu học cũng không phải bản thân sát chiêu quang âm phi nhận không mà còn có sát chiêu phụ trợ xúc thì mộng cảnh trụ đạo phương nguyên hóa thân thành một phì cổ tiên thanh liên lục chuyển lúc này hai mắt hắn nhắm chặt toàn thân lượn lờ từng luồng bài quang bài quang quanh thân càng lúc càng nhiều khí tức phương nguyên không ngừng lắng đọng càng để lâu càng sâu bỗng nhiên cơ thể hắn run lên toàn bộ khí tức trở nên bất ổn giống như cao lầu sụp đổ đâm lầy lộ đáy. Phốc, Phương Nguyên há miệng phun ra một ngụm máu tươi, lại thất bại, hắn mở mắt ra, tinh mang lấp lóe trong mắt, đây là lần thất bại thứ ba khi hắn luyện tập sát chiêu này. Sát chiêu này dùng để phụ trợ cho sát chiêu quang âm phi nhận, cũng là tiên chiêu cấp độ lục chuyển, liên tiếp 3 lần thất bại, mỗi lần Phương Nguyên bị thương, nội tình hồn phách đều bị cắt giảm, vốn từ 3000 vạn nhân hồn lúc này xuống còn 2960 vạn, đây rốt cuộc không phải mộng cảnh đạo thiên, bên trong mộng cảnh đạo thiên, nếu bị trọng thương, nội tình hồn phách sẽ hạ xuống vô cùng kinh khủng phương nguyên cũng không nụt trí ngược lại ánh mắt cực nóng đấu trí trong lòng càng thêm nhiều hơn không nói những cái khác chỉ vành vẹn sát chiêu này không đã có giá trị thực dụng nó không chỉ dùng để phụ trợ quang âm phi nhận mà còn dùng để phụ trợ sát chiêu trụ đạo khác thăm dò thất bại hồn phách phương nguyên rời khỏi mộng cảnh trở lại nhục thân trí tôn để dưỡng thưa cổ can đảm phương nguyên lấy cổ can đảm ra để sử dụng trước đó phương nguyên tài đại khí thô nhưng bây giờ sử dụng cổ can đảm hắn phải tính toán tỉ mỉ tôn lượng cổ can đảng cũng không nhiều phương nguyên dự định sử dụng chúng cho việc trị liệu thương thế hồn phách còn tu hành hồn đạo tạm thời ngừng lại trên thực tế nội tình nội tình của phương nguyên không những vì vậy mà trì trệ không tiến thậm chí còn có thể trong tương lai bởi vì nhiều lần thăm dò mộng cảnh mà giảm xuống một màng lớn đây là chuyện nằm trong dự liệu cũng không còn cách nào tu hành hồn đạo đã không còn là trọng điểm trước mắt trọng điểm là phải nhanh chóng tiến về dòng sông thời gian lấy được chân truyền hồng liên mới là chiến lược sáng suốt nhất Phương Nguyên nhất định phải nhanh chóng thăm dò. Thứ nhất, thời gian kéo dài dài, biến số lại càng lớn. Dù sao đối thủ của Phương Nguyên là Thiên Đình, nội tình Thiên Đình quá mức thâm hậu, nói không chính xác, một vị đại năng nào đó sẽ thức tỉnh. Thiên Đình tất có mai phục bên trong dòng sông thời gian. Thời gian càng trôi qua, những mai phục này sợ rằng sẽ dần dần tăng lên nhiều. Thứ hai, Phương Nguyên gửi hy vọng vào chân truyền Hồng Liên chống lại Thiên Đình, ngăn cản Thiên Đình chữa trị tiên cổ số mệnh. Đây là hy vọng lớn nhất của hắn. Nhưng nếu dự tính xấu nhất. Chân truyền hồng liên cũng không giúp được cho hắn, vậy thì hắn phải tính cách khác, cho nên hắn phải nhanh chóng lấy cho đường chân truyền hồng liên. Thời gian còn lại dùng để ứng phó tương lai. Chương 2331, tông sư chủ đạo về phần tu vi hồn đạo ngưng lại, thậm chí còn giảm sút sau đó. Dự trữ tiên nguyên không đủ, phương nguyên cũng không để ý. đương nhiên, đây không phải hắn ngồi nhìn mặc kệ, mà là phương án giải quyết đã sớm nằm trong tay hắn. Đó chính là đợi đến núi đã hồn được trị liệu thành công tất cả sẽ một lần nữa đi vào quỹ đạo. Ngoại trừ phương pháp này, Phương Nguyên cũng không có biện pháp nào tốt khác để có thể giải quyết những nan đề này trong thời gian ngắn. Trước mắt, núi đã hồn đã được chữa trị ba bốn thành, nhưng đạo ngân hồn đạo vẫn không đạt đến chất biến. Bởi vậy không cách nào sản xuất ra cổ can đà, tĩnh dưỡng hồn phách xong, Phương Nguyên một lần nữa tiến vào mộng cảnh. Lần này, hắn rốt cuộc thành công, triệt để thôi động sát chiêu xúc thì ba lần thất bại trước cũng không phải cực khổ vô công, cứ một lần thất bại, hắn lại càng tiến gần đến thành công. Phương Nguyên đã nắm giữ được sát chiêu xúc thì, đương nhiên trong mộng cảnh lấy được sát chiêu xúc thì, nhưng có thể thi triển trong hiện thực hay không còn là một vấn đề. Dù sao mộng cảnh và hiện thực vẫn có phân chia. Phương Nguyên biết rõ nội dung chủ thể của sát chiêu xúc thì là chính xác, ngay cả khi có sự khác biệt, chỉ cần dựa vào vầng sáng trí tiện, tốn chút thời gian là có thể suy tính ra phiên bản hiện thực chính xác. Sau khi đạt đến bước này, tham gia mộng cảnh cũng tuyên bố thành công. Toàn bộ cảnh tượng tu luyện trong tầm mắt của Phương Nguyên chậm rãi tiêu tán cảnh giới trụ đạo bắt đầu dâng lên như rất nhanh dừng lại, vẫn là đại sư trụ đạo, nhưng cũng đã tăng lên một mảng lớn so với trước đó. Cách tông sư đã không còn xa, màn mộng cảnh thứ hai, Phương Nguyên bắt đầu luyện tập sát chiêu quang âm phi nhận, chiêu này lại càng khó khăn hơn, so với sát chiêu vạn ngã lúc trước còn muốn phức tạp hơn nhiều. Phương Nguyên bình tĩnh lại, không ngừng luyện tập, rất nhanh cảm thấy đầu óc choáng váng, suy nghĩ trong đầu tiêu hao rất lớn, giống như một đầm nước động. Phương Nguyên rất kiên nhẫn, không ngừng lặp lại nội dung muôn vô vị không ngừng rào bước hướng tới thắng lợi cuối cùng bên trong quá trình luyện tập hắn lại bị thương lần nữa rời khỏi mộng cảnh hồn phách trở về cơ thể phương nguyên phát hiện lần bị thương này không chỉ nội tình hồn phách trượt xuống mà ngay cả tuổi trọ cũng bị cắt giả bị thương trong mộng cảnh này lại tổn thất thọ nguyên phương nguyên giật mình đây là một phát hiện hoàn toàn mới nhưng cũng may trong tay hắn có rất nhiều cổ thọ tổn thất chút tuổi thọ cũng không ảnh hưởng toàn cục đương nhiên đổi lại cổ tiên khác chưa hẳn đã có suy nghĩ như vậy cứ như vậy trước trước sau sau Phương Nguyên bị thương bốn lần, rốt cuộc cũng đã thành công thi triển sát chiêu quang âm phi nhận trong mộng, chỉ một lần là đủ rồi. Dù sao không phải hiện thực, mộng cảnh từng bước được hóa giải, Phương Nguyên thành công tiến vào màn thứ ba, lão già xuất hiện một lần nữa, mất hết sáu năm, rốt cuộc ngươi đã nắm giữ quang âm phi nhận, coi như không tệ. Nhưng thành quả chân chính như thế nào, vẫn phải được kiểm nghiệm trong thực chiến. Phương Nguyên ung quyền hành lễ, xin ngài chỉ rõ. Lão già cười ha ha, cổ tiên thất chuyển lệ tân chính là phụ tá đắc lực của người kia, hoang thù thượng cổ náo động phía nam hắn ta sẽ đến đó để trấn áp ngươi hãy giết hắn ta đi phương nguyên cao mày thân phận này trong mộng của hắn chỉ là tu vi lục chuyển nội tình bản thân cũng không xuất sắc làm sao có thể chiến thất truyền chứ tư thế duy nhất chính là chính là hắn nắm giữ sát chiêu quang âm phi nhận còn chưa đợi phương nguyên tiếp tục chi nghĩ xa hơn mộng cảnh đột nhiên thay đổi chu quanh bỗng nhiên dâng lên lửa cháy hừng hực một người đứng thẳng trong ngọn lửa ánh mắt hình tam giác ngạo nghĩ nhìn chằm chằm phương nguyên thì ra là dương nhiệt bạc ra Hồ chịu chết đi vừa dứt lời phân phật một tiếng ngọn lửa màu đó giống như sóng lớn che đậy đến phương nguyên phương nguyên vội vàng lui tránh trong thời khắc quan trọng lập tức thôi động tiên cổ bên trong tiên khiếu trụ đạo sau một khắc sóng lửa đã bao phủ hoàn toàn hắn phương nguyên chiến tử thăm dò mộng cảnh thất bại phương nguyên kéo hồn phách bị thương một lần nữa trở về nhục thân mộng cảnh lần này thật sự có chút lừa gạt nói đánh là đánh hoàn toàn không cho phương nguyên cơ hội phản ứng ta ngoại trừ sát chiêu quang âm phi nhận thì chỉ có thể đơn thuần lợi dụng tiên cổ trụ đạo sát chiêu khác không dùng được phương nguyên khổ não không thôi tiên cổ trụ đạo đều là cấp độ lục truyền nếu sử dụng đơn lẻ làm sao có thể đối mặt với cổ tiên thất truyền lệ tân hơn nữa mọi lửa màu đỏ sậm kia rõ ràng chính là sát chiêu thất truyền xem ra chỉ có thể lấy công đối công dùng hết quang âm phi nhận để đối kháng phương nguyên suy nghĩ một lát lập tức hạ quyết tâm nếu chiến đấu trong hiện thực phương nguyên tất nhiên sẽ lấy ổng thỏa làm trọng nhưng mộng cảnh thì khác hoàn toàn khác với hiện thực tĩnh dưỡng một lát phương nguyên một lần nữa tiến vào mộng cảnh sóng lửa màu đỏ sậm đánh tới hắn phương nguyên không tránh không né thôi động sát chiêu tiên đạo quang âm phi nhận một thanh phi đao thật mỏng trong nháy mắt ngưng tụ thành hình phi đao xuất hiện quang mang ngáy lên rồi biến mất a à, đây là sát chiêu gì vậy ngương mặt lệ tân tràn lập vẻ kinh ngạc sau đó ngã xuống mọi lửa màu đỏ sậm lan đến trong khoảnh khắc đốt hắn ta thành cho trong lòng phương nguyên cũng chấn động sát chiêu này thật lợi hại có thể dễ dàng giết chết một cổ tiên thất truyền đồng thời toàn thân lệ tân còn có phòng hộ kính đáo trong giấc mộng đã như vậy chắc hắn trong hiện thực cũng không kém Lệ tân vừa chết mộng cảnh tiêu tán thành quả thăm dò màn mộng cảnh thứ ba phương nguyên chính thức trở thành tông sư trụ đạo mộng cảnh cuối cùng đã đến màn thứ tư ta đã giết lệ tân rồi phương nguyên nói lão giả đứng trước mặt phương nguyên hãy gật đầu xen ra quang âm phi nhật ngươi đã luyện rất có hòa hầu như ngươi luyện quang âm phi nhận chỉ có cấp độ lục chuyển mà thôi tiếp theo ta sẽ truyền thụ cho ngươi sát chiêu thất chuyển quang âm phi nhận Ngươi lắng nghe cho cẩn thận nhé. Chương 2332. Lão quên một phương nguyên lập tức bình tĩnh lại, cẩn thận ghi chép. Sát chiêu thất truyền so với lục truyền trước đó còn muốn phức tạp và có nhiều thay đổi hơn, phương nguyên chỉ nghe nói những trình tự này thôi cũng đã cảm thấy đau đầu, đây là sát chiêu phức tạp nhất từ trước đến nay mà hắn đã gặp qua. Lão già truyền thụ xong, trước khi đi còn để lại cho phương nguyên một câu nói. "Chờ ngươi luyện thành sát chiêu thất truyền, ngươi hãy đến tìm ta." Trong mộng cảnh chỉ còn lại một mình phương nguyên xem ra màn mộng cảnh thứ tư này vẫn là muốn ta luyện thành sát chiêu phương nguyên biết rõ trong lòng hiểu được điều này hắn lập tức vùi đầu luyện tập không ngừng trong giấc mộng mặc dù sát chiêu phức tạp độ kho cực lớn như phương nguyên vẫn rất kiên nhẫn tính tình của hắn đã sớm được tôi luyện kiếp trước kiếp này la bạt kỳ hồ biến hắn thành một khối sắt thép đe nhánh kiên định và ngoan cố những ngăn cản nho nhỏ này tuyệt sẽ không khiến cho hắn sinh ra bất kỳ cảm xúc ngụt trí nào càng sẽ không từ bỏ trong lúc phương nguyên tham dò mộng cảnh khổ luyện sát chiêu trong mộng bên trong tiên khiếu trí tôn cân thân trụ đạo phương nguyên ngồi xếp bằng trước mặt cổ trí tịnh sử dụng vầng sáng trí tệ không ngừng suy tính một lát sau hắn chậm rãi mở hai mắt ra miệng lẩm bẩm đại trận đã được suy tính sơ bộ xong tiếp theo chính là sát chiêu quang âm phi nhận nói đến có chút kỳ quái sát chiêu quang âm phi nhận uy năng không tầm thường vô cùng ưu dị nhưng vì sao bên trong chân truyền u hồn ma tôn lại không ghi chết nên biết rằng mộng cảnh trụ đạo bắt nguồn từ u hồn ma tôn dựa theo lẽ thường mà suy đoán bên trong chân truyền u hồn ma tôn nên nhi lại sát chiêu quang âm phi nhận mới đúng nhưng trên thực tế phương nguyên kế thừa chân truyền u hồn ma tôn lại không di lại nội dung này còn chưa suy tính ra vị trí của phương nguyên sắc mặt thái thượng đại trưởng lão hạ ra âm trầm như nước trước mặt bà một đám cổ tiên nam cương im lặng biểu hiện vô cùng khó coi bởi vì lúc trước phương nguyên phá hủy cống ngầm lực ảnh cướp đi toàn bộ mộng cảnh chính đạo nam cương liên thủ lại tự mình ra người hợp thành một nhóm chuyên đuổi bắt phương nguyên thủ lĩnh của đội ngũ này là thái thượng đại trưởng lão hạ gia hạ cha làn da hạ cha xanh sao niết nhăn trên mặt tầng tầng lớp lớp tuy là nữ nhưng khí độ lại ung dung không giận tự uy ánh mắt nhìn một cái đã chấn nhiếp toàn trường quần tiên nam cư vội cúi đầu những người này ai mà không muốn tìm được phương nguyên chứ nhưng phương nguyên có được sát chiêu diêm đế hộ thân ngay cả đại năng trí đạo thiên đình tử vi tiên tử cũng tạm thời bất lực huống chi những người này cũng đâu phải cổ tiên nam cương tính cách qua loa đâu đương nhiên nội tình chính đạo nam cương vô cùng hùng hậu tuyệt không cho phép khinh thường những người này cũng không phải là không có năng lực suy tính ra vị trí của phương nguyên chỉ cần có thêm chút manh mối ví dụ như phương nguyên xuất hiện lần nữa tập kích một điểm tài nguyên nào đó chỉ cần những đầu mối này càng nhiều dựa theo thủ đoạn và sự hợp tác lẫn nhau khám phá ra sát chiêu diêm đế vẫn rất có khả năng tuy sát chiêu diêm đế mạnh nhưng vẫn sẽ bị không ngừng suy tính và sẽ bị phá giải hạ cha cũng biết điều này cái tên phương nguyên đáng chết sau khi hắn cướp cống ngầm lực ảnh xong cũng không thấy hắn xuất hiện nữa. Trong lòng Hạ Cha bị áp lực rất lớn, Phương Nguyên một ngày chưa diệt trừ, bà đảm nhận chức thủ lĩnh, uy vọng không ngừng giảm xuống, nghiêm trọng hơn, thậm chí liên quan đến toàn bộ Hạ gia, Hạ gia cũng sẽ vì thế mà bị ảnh hưởng. Ma đầu Phương Nguyên co đầu rụt cổ không ra, tất nhiên là đang thăm dò mộng cảnh vớt chỗ tốt, chúng ta nhất định phải tìm được hắn. Diệt trừ hắn, nếu không, sau này thực lực của hắn lại đột nhiên tăng mạnh nữa, Hạ Cha nói. Các vị có át chủ bài nào thì cứ dùng, hạ cha ta dùng danh nghĩa cá nhân đền bù đầy đủ cho các vị quần tiên nam cương nhìn nhau không ai nhúc nhích trong lòng hạ cha càng thêm thất vọng bà liếc nhìn một phòng nhìn một người trong đó không biết lưu hạo tiên hữu có dự pháp gì không lưu hạo hơi sững sờ dáng người ông ta cao giáo một thân thanh sang tròn dâu dê da mặt vàng, chính là đại diện của vũ gia bởi vì lúc trước xảy ra biến động cổ tiên vũ gia hy sinh rất nhiều trong khoảng thời gian vừa qua bọn họ đã trừ nạp cổ tiên khác họ trở thành thái thượng gia lão khách khanh, Lưu Hạo chính là một thành viên trong nó. Nhưng trên thực tế, thân phận của ông ta lại là cổ tiên Trung Châu, được từ vi tiên tử bí mật điều động, được Vũ Dung an bài, xếp vào chính đạo Nam Cương làm nội dân. Hạ Cha rất quen thuộc đối với các cổ tiên khác, chỉ có Lưu Hạo là không hiểu rõ lắng, thân phận ngoài mặt của Lưu Hạo chính là ẩn tu Nam Cương, thanh danh không hiển hách, Lưu Hạo kịp phản ứng, cười khổ lắc đầu, hổ thẹn, việc này ta bất lực, chủ yếu là do trong tay chúng ta nắm giữ manh mối quá ít nhất là những manh mối có liên quan chặt chẽ đến phương nguyên. Theo suy nghĩ nông cạn của ta, thật ra cũng không phải bản lĩnh của chúng ta không tốt, nhưng thật sự không bột đấu gột nên hồ. Đúng vậy, đúng vậy, Lưu Hạo Tiên Hữu nói rất đúng, Lưu Hạo nói xong, những người chung quanh liền phụ họa theo. Trong lòng hạ cha vô cùng thất vọng, ba ngược lại không hoài nghi Lưu Hạo nói dối, dù sao cừu hận giữa Vũ Gia và Phương Nguyên vẫn còn nó, lần này nên làm thế nào cho phải, chẳng lẽ cứ như vậy mà chờ đợi sao? Nếu Phương Nguyên Tặc Tử từ đầu đến cuối không xuất hiện, chẳng lẽ chúng ta lại không làm gì? Ngồi im chờ hắn xuất hiện à? Hạ cha nghĩ đến đây, trong đầu cảm thấy hơi đau. Nhưng lúc này, một âm thanh xa lạ truyền vào tai Trung Tiên. Việc này ta có thể ra sức. Là ai? Quần Tiên sợ hãi. Ngay cả Hạ cha cũng đứng dậy, hai mắt mở to nhìn chằm chằm người đến. mươi 2333, lãng quên hai một vị cổ tiên xa lạ, lương hùng vai anh gấu, đầu đội mũ rộng vành, chẳng biết lúc nào đã bước vào tiên trận nếu không phải ông ta lên tiếng quần tiên nam cương còn không phát giác ra được ngươi là người phương nào quần tiên nam cương giống như lâm đại địch bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương vô cùng hoãn đã ngươi là đại diện thiết gia bỗng nhiên biến sắc ngăn lại quần tiên không sai ta chính là lục cú nhân Ngươi đến thản nhiên cười một tiếng mộng cảnh lão giả chậm rãi vật đầu sắc mặt vui mừng trong giọng nói xen lẫn một chút chấn kinh quang âm phi nhận thất truyền ngươi cũng đã luyện thành sắc mặt phương nguyên nhà nhạt chắp tay nói cũng may không làm nhục sứ mệnh lão giả gật đầu xem ra ngươi rất có thiên phú về lĩnh vực này rất tốt rất tốt đại kế báo thủ của tộc ta rốt cuộc cũng có được chút hy vọng nhưng ta còn có mấy điều muốn khuyên ngươi xin chỉ giáo thứ nhất tông cụ dựng thẳng ngón trò phải lên quang âm phi nhận lục truyền có thể giết chết thất truyền nhưng quang âm phi nhận thất truyền lại không thể giết chết cổ tiên bát truyền sự chênh lệch giữa bát truyền và thất truyền quá xa cho nên cho dù ngươi có luyện thành quang âm phi nhận cũng không dễ dàng đi tìm kẻ địch bây giờ ngươi chỉ mới là lục truyền tìm đến cửa chính là chịu chết thứ hai ông cụ lại dựng thẳng ngón giữa phải tu vi của ngươi vẫn chỉ là lục truyền túc dùng quang âm phi nhận thất truyền vô cùng miễn cưỡng trọng điểm sau này vẫn là tăng tu vi đặt đến thất truyền thậm chí bát truyền sau khi tu vi của ngươi cao lên rồi ngươi mới có thể tu hành quang âm phi nhận bát truyền có sát chiếu bát truyền ngươi mới có năng lực báo thù trước đó ngươi cần phải nhẫn nại thứ ba tông cụ lại dựng thẳng ngón áp úp phải sát chiêu quang âm phi nhận rất cực đoan uy năng rất mạnh có khuyết điểm không giống bình thường cấp độ càng cao khuyết điểm càng mạnh bây giờ ngươi cũng đã cảm giác được một chút rồi đúng không không sai quang âm phi nhận sẽ tiêu trừ ký ức có liên quan của ngươi số lần ngươi sử dụng càng nhiều ngươi quên sẽ càng nhiều sớm muộn gì cũng có một ngày ngươi ngay cả ta ngay cả cừu nhân thậm chí là bản thân sát chiêu cũng sẽ quên luôn cho nên trước khi quên ngươi nhất định phải khắc chế mình tuyệt không thể lạm dụng chiêu này nam cương tiên khiếu trí tôn đã hạ xuống lúc này cánh cửa tiên khiếu trí tôn mở rộng giống như cự kình nuốt nước rất nhiều khí thiên địa được rót vào rầm rầm khí thiên địa điên cuồng bàng bạc hạo đáng người khác nhìn thấy thịnh cảnh này sớm đã kinh hãi chưa từng có phúc địa nào có thể một lần hút vào nhiều khí thiên địa đến như thế Lục thân trí tôn của phương nguyên lâu lửng gần cánh cửa nhìn rất nhiều khí thiên địa được rót vào khí thiên địa quá mức nồng đậm lúc thì như mây như khói lúc thì ẩm ướt vô cùng hút đi hút đi lần này hút cho đủ phương nguyên mỉm cười hắn hiểu được sự đói khát của tiên khiếu trí tôn tuy ba bí cảnh thiên địa là thị tỉnh sông miệt lưu cúc lạc phách rất tốt độc nhất vô nhị trên thế gian nhưng chúng lại tạo thành gánh vác quá lớn cho phúc địa khí thiên địa cũng bị tiêu hao một lượng lớn vì thế thỉnh thoảng phương nguyên phải hút khí thiên địa từ bên ngoài vào để bổ sung cho mình đây là núi đã hùng còn chưa được chữa trị tốt nếu nó được chữa trị tốt nhu cầu của phúc địa trí tôn đối với khí thiên địa lại còn nhiều hơn từ điểm này có thể nhìn ra nuôi đã hồn tổn hại cũng có ích cho phương nguyên đương nhiên quan trọng nhất chính là bản thân phúc địa trí tông của phương nguyên tài nguyên của nó phong phú giống như một nền tảng to lớn có khả năng gánh chịu được bốn bí cảnh thiên địa nếu đổi lại phúc địa bình thường chỉ sợ khó mà gánh được đồng thời hai cái hạ tiên khiếu mở cánh cửa tiên khiếu đối với phương nguyên mà nói có không ít vấn đề lúc này bởi vì câu thông trong ngoài hút khí thiên địa vị trí của phương nguyên sẽ bị bại lộ thiên ý sẽ phát hiện ngay nếu lúc này có cổ tiên khác suy tính hắn độ khó phương nguyên phòng bị chi tính cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Tuy thế trước đó phương nguyên tận lực mua sắm tiên tài hóa giải thành khí thiên địa bổ sung cho bản thân. nhưng trong khoảng thời gian vừa qua, bởi vì trọng tâm của hắn đều dồn cho việc chữa trị núi đã hồn trong tay dần dần tung quẫn, vì thế hắn đành phải mạo hiểm hạ tiên khiếu nuốt khí thiên địa bên ngoài. tiên khiếu chí tôn tuyệt đối là bụng lớn tiêu hóa rất nhiều khí thiên địa, mức phúc địa bình thường mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. tiên khiếu chí tôn ăn no nhưng khi thiên địa vẫn không ngừng rót vào dị tượng này không khiến phương nguyên giật mình hắn biết nó không giống bình thường bởi vì tai kiếp của hắn đã đến phương nguyên thân là cổ tiên thất chuyển 10 năm một địa tai 50 năm một thiên kiếp trăm năm một hạo kiếp từ khi phương nguyên sử dụng thủ đoạn trụ đạo tốc bộ chảy của thời gian được điều chỉnh đến trình độ nhanh nhất hắn linh đón tai kiếp còn tấp nập hơn so với trước đó rất nhiều đây là một trận địa tai mặc kệ là địa tai hay là thiên kiếp đối với phương nguyên mà nói không hề có bất kỳ tính khiêu chiến nào nhất là hắn còn nắm giữ rắc chiêu tiên đạo thạch động thiên cơ chiêu này lấy tên cổ thiên cơ làm hạch tâm những cổ trùng còn lại làm phụ trợ có thể giúp phương nguyên suy tính ra nội dung nhất định của tai kiếp về sau cho nên địa tai còn chưa thành hình phương nguyên đã hoàn toàn hiểu rõ nó quả nhiên tai kiếp diễn hóa giống như phương nguyên đã suy tính địa khí lượn vòng không ngớt dưới chân phương nguyên hình thành vòng xoáy khổng lồ màu vàng nông thiên khí không ngừng bốc lên ầm ầm rung động lôi đình màu xanh không ngừng lấp lóe ô ô ngã tiếng vang chói tai liên tiếp dường như muốn chui phá màng nhĩ của người ta Từng thân ảnh giữ tận từ chính giữa vòng xoáy chậm rãi trồi lên những thân ảnh này cao đến ba trượng thể trạng tráng kiện răng nanh lộ ra khỏi môi bỗng nhiên bọn chúng mở hai mắt đỏ màu cánh rơi màu tím đằng sau mở ra bay lên đánh tới phương nguyên chương hai nghìn ba trăm ba mươi bốn đầu kiếp một hoàng tuyền quỳ vũ tượng phương nguyên lơ lửng giữa không trung chắp hai tay sau lưng sắc mặt lạnh nhạt quan sát cự tượng đánh tới hắn dù bận vẫn ung dung kế địch hung mãnh trong thời khắc quan trọng hắn nhìn lên bầu trời trên bầu trời phích lịch màu xanh bỗng nhiên bổ ra tầng mây nặng nề từng cự tượng giống hệt hoàng tuyền quỷ vũ man nhiên đang tràng cự tượng giống hoàng tuyền quỷ vũ dương nanh múa vuốt sắp xếp chỉnh tề như quân đội biểu hiện con nào cũng trang nghiêm thể trạng hùng khoát đằng sau là đôi cánh ưng rộng lớn thanh đạt thần vũ tượng phương nguyên mỉm cười nhận ra lai lịch của đám tượng thứ hai lúc này hoàng tuyền quỷ vũ vọt đến bên cạnh phương nguyên cư chảo vung lên, miệng máu mở ra, nhắm ngay Phương Nguyên mà cắn xé, Phương Nguyên không nhúc nhích. Mặt ngoài hiện ra một gợn sóng nhàn nhạt, nhạt, chính là sát chiêu vang danh thiên hạ do Phương Nguyên sáng tạo ra. Ấn hộ thân nghịch lưu, mặc kệ là thế công của Hoàng Tuyền Quỷ Vũ Tượng hay là của Thanh Đà Thần Vũ Tượng, tất cả đều bị nghịch phản trở về, tổn thương bản thân, trái lại Phương Nguyên vẫn bình yên vô sự, đứng vững ở thế bất bại, tất cả giải tán, Phương Nguyên phất tay, sát chiêu tiên đạo vạn giao bộc phát, vảy bạc như biển, vạn giao bay vút lên, vô cùng vô tận tuy số lượng hoàng tuyền quỷ vũ tượng thanh đà thần vũ tượng rất nhiều trước khi thiên địa không ngừng sản xuất ra nhưng chỗ nào bị kịp với số lượng vạn giao của phương nguyên ban đầu bọn chúng còn chống cự được một chút nhưng rất nhanh bọn chúng đã bị đại quân vạn giao bao phủ bị giảm quân số một cách nghiêm trọng cho đến khi bản thân ngưng tụ thành một luồng khí thiên địa đều bị vạn giao tách ra thiên ý không cam lòng muốn một lần nữa ngưng tụ sau một khắc lại bị đại quân vạn giao hung tàn phá thành từng mảnh một lát sau tay kiếp vượt qua cánh cửa tiên khiếu đóng lại bên trong trở nên yên tĩnh tường hòa phương nguyên âm trầm gật đầu tổng kết được mất địa tai này vốn chỉ là hoàng tuyên quỷ vũ tượng nhưng địa tai trước đó ta không độ cố ý dùng sát chiêu tiên đạo hậu hoạn vô cùng để trì hoãn sát chiêu tiên đạo hậu hoạn vô cùng chính là nội dung bên trong chân truyền hắc phàng nó có thể na di tai kiếp lần này đến lần tiếp theo để hai kiếp đồng thời bộc phát khuyết điểm của phương pháp này chính là sẽ chọc thiên ý nổi giận khiến cho uy năng tai kiếp còn lớn hơn hai tay kiếp cộng lại dụng ý thiên ý khó dò để áp chế tu vi phương nguyên tiến bụng nó luôn tận lực giảm uy năng tay kiếp đến mức thấp nhất khiến cho phương nguyên mỗi lần thu hoạch đạo ngân độ kiếp đều rất ít trong tình huống như vậy khuyết điểm của sát chiêu hậu hoạn vô tận ngược lại mang đến ưu thế cho phương nguyên thế là phương nguyên đã lợi dụng sát chiêu này hai tay kiếp điệp ra vượt qua cùng một lúc tăng trở đạo ngân khiến thiên ý không thể làm gì được Hào tuyền quỷ vũ tượng là địa tai thanh đà thần vũ tượng là cấp độ thiên kiếp lần này ta thu được không ít đạo ngân phương nguyên kiểm tra một chút trong điểm là đạo ngân hồn đạo và biến hóa đạo tăng lên, tất cả đều có lợi cho Phương Nguyên. Đương nhiên, thứ Phương Nguyên cần nhất bây giờ chính là trụ đạo, địa vực tiên khiếu trí tôn rất rộng. Phương Nguyên cũng cố ý lựa chọn khu vực không có gì để độ kiếp, cho nên, cho dù thiên ý muốn phá hủy tài nguyên nào cũng không có mục tiêu, mặc dù tai kiếp đã được vượt qua, Nụ thân Phương Nguyên vẫn còn dừng lại. Hắn thôi động sát chiêu thiên tiêu ý tán, xác định thiên ý còn sót lại nơi này đã bị tiêu trừ sạch sẽ, khi đó hắn mới dừng lại, khi bản thể Phương Nguyên độ kiếp, thân thân trụ đạo vẫn luôn ở trước mặt cổ trí tuệ không ngừng suy tính sát chiêu tiên đạo trước đó phương nguyên thành công thăm dò mộng cảnh khiến cho cảnh giới trụ đạo tăng mạnh một đường vào thẳng lên cảnh giới tông sư trụ đạo có cảnh giới này suy tính sát chiêu trụ đạo vô cùng dễ dàng thật ra bản thân phương nguyên nắm giữ vô số sát chiêu trụ đạo bên trong chân truyền u hồn mạ tôn di lại rất nhiều tiếp theo chính là chân truyền hắc phàm tất cả tiên cổ phương trụ đạo phái lang gia còn có giải thích cũng sẽ được chuẩn vô thượng luyện đạo là phương nguyên chi tính ra sát chiêu tiên đạo tương ứng nhưng đối với phương nguyên mà nói chân truyền hắc phàm chủ yếu là để tham khảo bởi vì tiên cổ trụ đạo trong tay hắn đại đa số đều đến từ chân truyền hắc phàm ví dụ như tiên cổ bát truyền tự thủy lưu niên tiên cổ thất truyền cổ niên cổ dĩ họng những tiên cổ trụ đạo còn lại đều là lục truyền đa số đều còn sót lại sau khi kinh hồng loạn đài đấu vỡ vụng giúp phương nguyên ngoài ý muốn thu hoạch được cổ nhật công việc chủ yếu nhất của phân thân trụ đạo chính là lấy chân truyền hắc phàm làm chủ tham khảo sát chiêu tiên đạo khác cùng với tiên cổ phương trụ đạo suy tính ra thủ đoạn trụ đạo thích hợp với phương nguyên mặc dù thời gian qua không bao lâu nhưng thành quả công việc của phân thân trụ đạo quá nổi bật cho đến trước mắt phương nguyên đã có được thủ đoạn trụ đạo trọn vẹn liên quan đến công thủ di truyền trị liệu chỉ cần luyện tập một khoảng thời gian là có thể nắm giữ toàn bộ nhưng như vậy vẫn chưa đủ phân thân trụ đạo chậm rãi mở to mắt thở dài một hơi vâng sáng trí tuệ dần dần biến mất cô trí tuệ khoan thai rời đi phân thân trụ đạo đến một bãi đất trống bắt đầu thí nghiệm sát chiêu, sát chiêu tiền đạo, quang âm phi nhận. Một thanh phi đao vạch phá bầu trời, qua một lát liền biến mất không thấy đâu, tốc độ cực kỳ kinh người, khóe miệng phân thân trụ đạo chảy máu, chậm rãi lắc đầu, vô cùng thất vọng. Ta suy tính ra thủ đoạn trụ đạo đều chỉ có cấp độ thất truyền, chỉ được xem là thủ đoạn bình thường, muốn tiến vào dòng sông thời gian tìm kiếm chân truyền Hồng Liên, đối mặt với thiên đình chặn đánh, nhất định phải có thủ đoạn trụ đạo cấp độ bát truyền mới được bên trong chân truyền hắc phàm có sát chiêu phòng ngự bát chuyển lấy tiên cổ tự thủy lưu nên làm hạch tâm nhưng lại không có sát chiêu công phạt tương ứng chương 2335, đầu kiếp hai đối với hắc phàm mà nói khi tuổi về già ông mới nắm giữ tiên cổ tự thủy lưu nên trong thời gian có hạn của mình tông đã khai phát ra sát chiêu phòng ngự bát chuyển hoàn toàn không dễ dàng tông có được đạo ngân bát chuyển thủ đoạn công phạt thất chuyển trong tay ông phát ra uy năng minh mông đương nhiên quan trọng hơn chính là tự thủy lưu nên chỉ có một con dùng để phòng ngự không thể đồng thời dùng để tấn công. Thường đối với các cổ tiên chính đạo, phòng ngự phải được ưu tiên hơn so với tấn công. Quang âm phi nhận đúng là không tầm thường, mặc dù quang âm phi nhận không thể giết chết bát chuyển nhưng sẽ gây trọng thương. Đáng tiếc, sau khi ta cải tiến xong, uy năng kém xa nguyên bản, thậm chí còn bị phản phệ nặng nề. Tình huống này, Phương Nguyên cũng không lấy làm lạ, giống như lúc trước hắn thiết kế ra cổ phương vạn ngã, nếu cảnh giới chuẩn vô thượng luyện đạo, gần như đã đổi đến trình độ không thể đổi bất kỳ một cải tiến nho nhỏ nào cũng đều có hại hơn có lợi khiến cho bản mới kém sang nguyên bản hiện tại quang âm phi nhân bản cải tiến cũng giống như vậy xem ra sắt chiêu quang âm phi nhận hoàn chỉnh này có cấp độ cửu truyền cũng giống như u hồn ma tôn khai sáng ra sắt chiêu tiên đạo ngay ngắn rõ ràng cũng là cấp độ cửu truyền muốn đổi cũng không thể đổi phương nguyên có được nó từ trong mộng cảnh mặc dù có cấp độ lục truyền thất truyền nhưng được xem như phiên bản cửu truyền không trọn vẹn cũng không thể đổi được nữa sau khi cưỡng ép thay đổi khuyết điểm nhiều hơn trước đó. Mài ra, dựa theo phương nguyên suy tính, muốn bỏ qua khuyết điểm của quang âm phi nhận cũng không đơn giản. Không chỉ như lão giả trong mộng cảnh đã nói, lãng quê không chỉ người sử dụng mà còn tất cả những thứ có liên quan, bất cứ di chép nào liên quan đến chiêu này, mặc kệ là ký ức hay là di chép bên trong cổ trùng tín đạo, khắc ấn trên phiến đá, chỉ cần chiêu này không ngừng sử dụng, những di chép này cũng sẽ bị dần dần xóa đi bên trong dòng sông thời gian. Năm đó, u hồn ma tôm cũng nắm giữ quang âm phi nhận, chỉ là sử dụng quá nhiều, những di chép của ông về nó đều bị biến mất, dần dần lãng quên. cho nên bên trong chân truyền u hồn ma tôn mới không có di chép, đương nhiên cũng có một khả năng, chính là chân truyền u hồn ma tôn cũng không hoàn chỉnh, được ảnh tông giữ lại một phần, không truyền hết cho ta. nhưng khả năng này rất nhỏ. bất kể nói như thế nào, ta có thể đưa ra một số kết luận, đó chính là thủ đoạn thần kỳ của quang âm phi nhận. nếu ta có thể nắm giữ nó, ta có thể nâng khả năng tiến vào dòng sông thời gian lên hai thành. một ngày sau, chính là chỗ này lục úy nhân quỳ một chân trên mặt đất bàn tay chống đất cảm nhận sự khác biệt của địa khí nơi đây sau đó mấy quang ảnh từ trên trời rơi xuống đứng sau lưng lục úy nhân lão ẩu dẫn đầu là đại năng bát truyền trụ đạo thai thượng đại trưởng lão hạ gia hạ cha phương nguyên ở đây mở cánh cửa tiên khiếu hút khí thiên địa đồng thời còn động một lần địa tai lục úy nhân khẳng định tinh mang lóe lên trong mắt hạ cha lục úy nhân không hổ danh là truyền nhân của nhạc thổ tiên tôn thủ đoạn thổ đạo đã đạt đến trình độ này đám cổ tiên đằng sau bắt đầu bàn tán ầm ĩ có lục úi nhân đại nhân ở đây khả năng chúng ta bắt được phương nguyên nằm trong tầm tay phương nguyên có được mấy bí cảnh thiên địa đánh vác khí thiên địa rất lớn có manh mối này không sợ không tìm được hắn nhưng các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao hắn rõ ràng có định tiên du vì sao lại ở nam cương chúng ta vì sao hắn không đến đông hải tề mạc ở đó không phải an toàn hơn sao ồ hắn đã là người 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 kêu đánh thiên địa không dung chỗ nào cũng chẳng phải nơi an toàn ma đầu đó dụng ý khó dò ở nam cương chỉ sợ muốn cướp bóc tài nguyên của chúng ta nhất là hắn muốn ra tay với mộng cảnh núi nghĩa thiên không thể không đề phòng giết nhất định phải giết chết tên ma đầu đó chúng ta mới có thể yên tâm bên trong bảo hoàng thiên hàng nào có giá trị càng cao bảo quang phát ra sẽ càng lớn có một quầy hàng bảo quang luôn duy trì trạng thái cao sáng so với những quầy hàng chung quanh nó giống như đống lửa so với ngọn đuốc vậy Thân niệm cổ tiên nam cương thiết khu trung đang vờn quanh quầy hàng ta muốn mua ba ngàn đồng long ngư Từng hơi do dự một chút thích khu trung nói tiếp còn 200 trăm ngân long ngư nữa giao dịch rất nhanh hoàn thành thích khu trung vì thế mà bỏ ra không ít tiên nguyên thạch khi ông ta rút thần nhiệm về bàn thể vẫn còn đang phi hành trên bầu trời nam cương bên trong tầm mắt là một mảnh sương mù lợn lờ lợ, lo lắng trong lòng thích khu trung giảm xuống hơn phân nửa có số long ngư này vấn đề nuôi cổ lưỡi đao thất truyền của ta sẽ tạm thời được giải quyết nhưng long ngư chỉ được xem là vật thay thế muốn một lần vất vả suốt đời nhàn hạ tự cấp tự cấp vẫn là tài nguyên nước bạch cương bên trong tiên khiếu bạch cương là tiên tài lục chuyển một trong tinh hoa địa mạch nước bạch cương là tiên tài thất chuyển thường chỉ có những nơi có bạch cương số lượng quy mô mới có được một chén nhỏ nước bạch cương thiết khu trung muốn xây dựng điểm tài nguyên có thể tự sản xuất ra nước bạch cương chính là kế hoạch vánh nặng đường xa nhưng nếu không giải quyết vấn đề căn bản cứ mua lòng ngư để nuôi cổ lưỡi đao kéo dài thời gian chi phí rất lớn mà không có lời cổ tiên tu hành không chỉ chém chém giết giết Hậu cần kinh doanh thường quan trọng hơn, nghĩ đến nước Bạch Cương, Tiết Khu Trung không khỏi chuyển hướng sang nhìn bên phải cơ thể, cách đó mấy trăm bước đang có một vị cổ tiên đồng hành, Thương Hồ Trượng Tiên Hữu, Tiết Khu Trung truyền âm, cổ tiên thương gia lập tức trả lời, biểu hiện khẩn trương, Tiên Hữu Thiết Gian đã phát hiện được tung tích của Phương Nguyên lão ma. Chương 2336, mai phục thì ra, hai vị cổ tiên thất truyền thiết khu trung và Thương Hồ Trượng là nhân viên điều tra của thế lực chính đạo Nam Cương, đặc biệt truy nã Phương Nguyên, bởi vì lục úy nhân chủ động tham dự khiến cho đội ngũ truy kích Nam Cương vẫn luôn ở sau lưng Phương Nguyên. Thỉnh thoảng có được tung tích mới nhất của hắn, lần này quần tiên đến phía đông nam Nam Cương, dưới sự đề nghị của lục úi nhân, cổ tiên bát chuyển trụ đạo hạ cha đã hạ lệnh, cưa hai cổ tiên liên thủ với nhau tìm kiếm bốn phía, tìm ra manh mối mới, thơ hổ trượng, thiết khu trung chính là một cặp trong số đó, thiết khu trung mỉm cười, thương gia tinh hữu không cần khẩn trương, ta chỉ muốn hỏi thăm một chút chuyện liên quan đến nước Bạch Cương, thương Hồ trượng nghe xong, biểu hiện bình tĩnh lại, cười nói, thì ra khu trung tiên hữu muốn xây dựng điểm tái nguyên nước bạch cương bên trong tiên khiếu thỏa mãn vấn đề nguyên nấng cổ lưỡi đao cái này không khó xử lý thương gia hoàn toàn có thể làm được chỉ là giá tiền hai người có kè mà cả cái giá thương gia đưa ra không thấp nhưng ý của thiết khu trung đã quyết cắn răng tiếp nhận giá tiền này làm thành một vụ làm ăn lớn nụ cười của thương hổ trượng càng rạng rỡ hơn mấy phần lã tán dương lần này khu trung tiên hữu quyết tâm xây dựng điểm tái nguyên quả thật là một hành động sáng suốt mặc dù cái giá bỏ ra một lần rất lớn nhưng tính về lâu dài nó lại là lợi ích thực tế không nhỏ đúng vậy cũng giống như lần này ta thu mua long ngư để thay thế nước bạch cương cứ kéo dài mãi tiêu dài quá lớn tiết khu trung cảm khái mắt thương hổ trượng sáng lên long ngư thực không dám giấu thương gia của ta cũng có quầy hàng long ngư bên trong bảo hoàng thiên trong đó không chỉ có long ngư bình thường mà còn có đồng long ngư ái cha khu trung tiên hữu không nói sớm ta sẽ bắn giá rẻ cho tiên hữu thiết khu trung cười ha hả thì ra thương gia cũng mua bán long ngư sao thương gia chúng ta đối với bất kỳ mua bán nào cũng đều cảm thấy hứng thú trong vấn đề mua bán long ngư thiết khu trung tiên hữu cũng nên biết rõ mua bán long ngư lớn nhất chính là tên ma đầu phương nguyên chúng ta mua bán long ngư cũng không thể để tên ma đầu này tiện nghi được nào nào đế quẩy hàng đi ta giới thiệu cho ngươi tuyệt đối là người trong nhà giao dịch với người khác chỉ sợ sẽ vào phong hiểm thái độ thương hổ trưởng vô cùng nhiệt tình thiết khu trung đành phải qua loa nói lời cảm ơn nhưng trong lòng lại xem thường. Cho dù thương gia đã có yêu đãi chiết khấu nhưng giá long ngư bán ra vẫn hơi cao. Đồng thời quầy hàng chỉ có đồng long ngư mà không có ngân long ngư, Phương Nguyên giết chết Tần Bách Hợp, Vư Thiền, đoạt được bảo tọa kinh doanh long ngư. Lúc này Tử Vi tiên tử đã biết rõ, trước đó, Na trắng trận tiết lộ thông tin về Phương Nguyên bên trong Bảo Hoàng Thiên, mọi trừ đạo tà quỷ thủ, long ngư tất nhiên cũng không bỏ qua. Cho nên, khắp thiên hạ đều biết Phương Nguyên bán long ngư bên trong Bảo Hoàng Thiên cực kỳ náo nhiệt, quy mô lớn nhất thế gian, kế là Phương Nguyên đã thu hoạch được sự ghen tị của các cổ tiên khác, ảnh hưởng là không thể tránh khỏi nhưng buôn bán long ngư lại không bị đả kích quá lớn. Đồng long ngư đã được mô phỏng ra trước đó, nhưng chi phí sản xuất lại cao hơn Phương Nguyên rất nhiều. Như vậy, dẫn đến giá buôn bán đồng long ngư của những chỗ khác cao hơn Phương Nguyên. Căn bản không cạnh tranh lại được hắn. Mài ra, ngân long ngư gần như là vật độc nhất của Phương Nguyên. Các cổ tiên buôn bán long ngư còn mô phỏng chưa ra. Đây chính là ưu thế cực lớn của Phương Nguyên. Có hai nhân tố này, vị trí đứng đầu của phương nguyên về việc buôn bán long ngư không ai có thể phá nổi đương nhiên phương nguyên không có khả năng từ đầu đến cuối chỉ dùng một thân phận để buôn bán long ngư hắn tách ra nhiều quầy hàng tạo thành rất nhiều cổ tiên mua phỏng ngân long ngư trắng trận mua bán một ngày thu một đấu vàng nhẹ nhõm vớt một đống tiên nguyên thạch dù vậy tiên nguyên thạch trong tay ta càng lúc càng ít phương nguyên thở dài chớ trị núi đã hồn đã tiêu hao của phương nguyên rất nhiều tiên nguyên mà tiên nguyên là chủ yếu hấp thu từ tiên nguyên thạch phương nguyên tiêu hao mãnh liệt chỉ dựa vào tiên khiếu tự sản xuất là hoàn toàn không thể theo kịp nhưng điều khiến thoa phương nguyên vui mừng chính là dưới sự đầu nhập toàn lực của hắn núi đãng hồn đã được chữa trị đến sáu thành đạo ngân hồn đạo đã từ lượng biến dẫn đến chất biến đã có thể sản xuất ra cổ can đảm nhưng sản lượng của cổ can đảm vô cùng thấp còn cần phương nguyên tiếp tục chữa trị núi đãng hồn lợi ích của buôn bán long Ngư quá lớn không đề cập đến càng lúc càng có nhiều thế lực cổ tiên nhúng tay vào nội thiên đình không cũng muốn đà kích ta chỉ là ngân long ngư khó phòng chế long ngư bình thường Thiết Long Ngư, Đồng Long Ngư, bọn họ lại không bằng ta, qua một thời gian nữa, ưu thế của Phương Nguyên sẽ càng lúc càng kém, nhất là Thiên đỉnh đã bắt u hồn ma tôn. Một khi sư hồn được truyền thừa thực đạo có liên quan, như vậy phương diện làm ăn của Phương Nguyên sẽ vạp khiêu chiến nghiêm trọng nhất. Phương Nguyên biết, hắn cần phải khai thác tài nguyên mới, buôn bán long ngư không thể kéo dài, cổ căn đảng sẽ bại lộ trước ánh sáng, cho dù độc nhất vô nhị, nhưng vì kế hoạch sa mạc thanh quỷ bị gác lại, Phương Nguyên thiếu rất nhiều hồn phách sản lượng cổ can đảm sẽ không khả quan, mặc dù phương nguyên đã sớm bắt đầu chuẩn bị, giống như tuyết quái ly giải nhưng những hạng mục này chỉ tạm được, cũng không chất sắc nhất là phương nguyên còn dự định luyện chế tiên cổ trụ đạo sát chiêu quang âm phi nhận cần tiên cổ trụ đạo, phương nguyên suy đi nghĩ lại quyết định thử ở phương diện này một lần dù sao quang âm phi nhận nguyên bản uy năng công phạt vô cùng khả quan, còn có tiền cảnh phát triển phương nguyên không cam lòng cứ như vậy mà từ bỏ sao đúng lúc này sắc mặt phương nguyên khẽ động sau một khắc cổ tiên nam cương xuất hiện chung quanh hắn bao vây hắn chặt chẽ chương 2337, nghìn lương lưu phục chu trận một lão ẩu dẫn đầu chính là cổ tiên trụ đạo bát truyền hạ cha bà ta nhìn phương nguyên cười lạnh phương nguyên tiểu tặc ngươi rốt cuộc cũng đã rơi vào tay của ta lục úy nhân đại nhân ra tay quả nhiên không tầm thường lần này đã tìm được ma đầu kia rồi thương hồ trượng cười ha ha, dễ giết ma đầu kia vĩnh viễn trừ hậu hoạn thiết khu trung đằng đằng sát khí nội ứng thiên đình lưu hạo sắc mặt âm trầm tiên cổ định không bên trong tiên khiếu vận sức chờ phát động tiên cổ này có thể khắc chế định tiên du có thể làm cho nó trong phạm vi nhất định không cách nào nhúc nhích lục úi nhân im lặng không nói ông đội mũ rộng vành ai cũng không biết được biểu hiện của ông ta lúc này là gì phương nguyên cũng cười các ngươi đến hơi muộn rồi nhưng trung quy cũng là đến không ủng một phen tính toán của ta vốn khi thế quần tiên nam cương hùng ngủ nhưng ngay sau Bầu không khí đột nhiên thay đổi, Hạ cha nhang mắt, căm mang lớp nói trong mắt, "Hồ, Tiểu Tặc, lần này ngươi sắp chết đến nơi, còn muốn lừa ta, không sai, hắn nhất định là phô trương thanh thế, chuyến đi này của chúng ta có Hạ cha đại nhân đích thân ra tay, che giấu tung tích của chúng ta." Có người kêu lên, khóe miệng Phương Nguyên nhất lên. "Ta đương nhiên không phát hiện được tung tích của các ngươi, nhưng ta có thể phát hiện được suy tính của các ngươi. Các ngươi cảm thấy ta cố ý ở lại Nam Cương, để lại đầu mối cho các ngươi suy tính ta là vì cái gì?" sau một khác tầm một tiếng đại trận mở ra không gian chung quanh bỗng nhiên đóng lại mặt đất thiên hạ tròn vành vạnh hình thành một mảnh trời cao xanh thẳm sắc mặt quần tiên nam cương đều thay đổi đây là cạm bẫy có người kêu to rất nhiều người thất kinh lục úi nhân im lặng ánh mắt hạ cha càng thêm âm trầm nhìn chăm chằm phương nguyên nụ cười trên mặt phương nguyên dần dần biến mất sắc mặt truyền thành lạnh nhạt giống như thần linh cao cao tại thượng nhìn xuống cổ tiên nam cương một trong ba tam kiệt trí đạo đông hải là hoa an đã từng suy tính hắn phương nguyên thừa cơ phản tính tìm hiểu ngược thân phận của hoa an bây giờ khi cổ tiên nam cơ suy tính rồi truy sát hắn đối với phương nguyên mà nói bọn họ cũng lộ ra chân ngược. phương nguyên chính là tông sư trí đạo sao có thể tùy tiện để bọn họ tính toán hắn dùng thân làm mồi dù dỗ những cổ tiên này mai phục bình tĩnh chúng ta người đông thế mạnh chỉ có một phương nguyên có đáng là gì không sai chúng ta có hạ cha đại nhân ở đây còn có lục úy nhân đại nhân không sợ bất kỳ sát chiêu chiến trường tiên đạo nào của hắn. Chiến trường tiên đạo này hình như không phải chiến trường Diêm La, đó là đương nhiên rồi. Chiến trường Diêm La của Phương Tặc đã bị Thiên Đình Trung Châu phá giải, hình ảnh còn treo ở Bảo Hoàng Thiên, hắn sao có thể sử dụng thủ đoạn này được chứ? Quần Tiên Nam Cương cũng là hạng người tinh anh, rất nhanh chấn định tinh thần, trọng chân sĩ khí. Lúc này, Lục Ú Nhân chậm rãi lên tiếng, đây không phải chiến trường tiên đạo mà là đại trận siêu cấp, đại trận trụ đạo, hạ cha phụ họa một câu, pháp nhãn hai vị đúng là như đuốc, Phương Nguyên mỉm cười, thản nhiên thừa nhận, sát chiêu chiến trường tiên đạo của Phương Nguyên mạnh nhất chính là Tử Thần Đoạn Mệnh và chiến trường Diêm La. Tử Thần Đoạn Mệnh đã giết chết Tần Bát Hợp, Vu Thiền, còn chiến trường Diêm La lại nốt Phượng Cửu Ca, khiến ông ta rơi vào tuyệt cảnh, nhưng hai cái này đều là cấp độ thất truyền, khó mà bắt được cổ tiên bát truyền hạ cha. Lục Úy Nhân cũng có tu vi bát truyền, cho nên Phương Nguyên đã lựa chọn tiên trận, đại trận tiên đạo và chiến trường tiên đạo có sự khác biệt nhau, cô trùng thúc chiến trường tiên đạo thường nằm trên người cổ tiên, còn xây dựng chiến trường tiên đạo chủ yếu phong bế hoàng cảnh chiến đấu cô trùng đại trận tiên đạo đều nằm ở bên ngoài đa số tiên trận là bảo vệ bên trong tấn công bên ngoài còn đại trận trụ đạo của phương nguyên là nước không gian bên trong đại trận hình thành trận thế tiểu giác rầm 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 tiếng nổ vang lên đồng thời kéo dài không dứt nếu là đại trận tiên đạo vậy thì tìm mắt trận phá hư từng cái công phá đại trận này sớm có cổ tiên không kiên nhẫn bắt đầu oanh tạc bốn phía thăm dò đại trận sau một khắc bọn họ phát hiện không ổn sát chiêu sán lặn như khói lửa cả đám đều nhanh chóng dập tắt nhưng hiệu quả không tốt thiết khu trung biến sắc cao giọng nhắc nhở các vị cẩn thận trận này đã sớm mở ra quả nhiên là thủ đoạn trụ đạo gia tốc sát chiêu của chúng ta khiến cho chúng nhanh chóng đạt đến thời gian nhưng cũng sẽ nhanh chóng chuông vùi lưu hạo âm trầm nói thế công cổ tiên nam cương chỉ trệ cả đám chợt thay đổi thủ đoạn cổ tiên xài ra nghiến răng phun ra một ngọn lửa màu vào quýt ngọn lửa thiêu đốt không ngừng dù không có vật gì nhưng cũng nhanh chóng lan tràn cổ tiên kiều ra chắp tay trước ngực một mảng lớn băng xương nhanh chóng ngưng kết quyền tịch bốn phương tám hướng những thủ đoạn này đều là thế công liên tiếp không hạn chế thời gian ánh mắt phương nguyên lạnh lùng nhìn cổ tiên nam cương ra tay cũng không hành động sau một khác đại trận trụ đạo vù vù mặc kệ là lửa hay là băng xương hay là đủ loại thế công khác đều trở nên chậm chạp vô cùng ngóng cổ tiên nam cương ra tay đều cảm thấy nặng nề trong lòng tiên trận này ứng biến linh hoạt như thế tất nhiên còn có người khác đang điều khiển còn có thể là ai chứ tất nhiên là dư nghiệt ảnh tông rồi quần tiên không ngừng giao lưu như bọn họ sở liệu bạch ngương băng hắc lâu lan bài thỏ cố nương rượu âm tiên tử ảnh vô tả đều tự mình phụ trách một trận nhãn điều khiển đại trận trụ đạo vây giết quần tiên nam cương trước đó bọn họ không có tư cách ra sân trong trận đại chiến lang gia được phương nguyên giữ lại bây giờ bọn họ dồn hết sức để đối phó truy binh nam cương quần tiên nam cương giao thủ với đám người ảnh vô tả phương nguyên lục Úi nhân và hạ cha thì lù lù bất động cổ tiên chung quanh vô thức nhiều lại không gian cho ba người bọn họ. Chương 2338, nhân Lưu phục chu trận hai lực chú ý của Phương Nguyên tập trung trên người hai vị cổ tiên bát triệt, trong lòng hắn biết rất rõ, hai người này không động thì thôi, một khi ra tay nhất định sẽ long trời lở đất. Mặc dù Lục Úy Nhân và Hạ Cha không ra tay, nhưng đã sớm bắt đầu điều tra đại trận tiên đạo của Phương Nguyên. Lục Úy Nhân cao mày, tông chuyên tù thổ đạo, mặc dù có thể loại suy nhưng đại trận trụ đạo trước mắt lại quá tinh thâm, vi diệu, không phải loại người như ông có thể tùy tiện thấy rõ, Hạ Cha là đại tông sư trụ đạo, thứ mà bà điều tra được còn nhiều hơn so với độc úy nhân một chút, nhưng đại trận trụ đạo của Phương Nguyên không chỉ có trụ đạo không mà còn có trận đạo, cảnh giới Hạ Cha về trận đạo lại là cảnh giới phổ thông, nếu Phương Nguyên xuất ra một sát chiêu trụ đạo, Hạ Cha có thể tùy tiện thấy rõ, nhưng đại trận trụ đạo lại cách một tầng, đối với Hạ Cha mà nói. Con có rất nhiều quan ải, tông chủ, hỏa hầu đến rồi, lúc này, ảnh vô tà bỗng nhiên truyền âm cho Phương Nguyên. Phương Nguyên mỉm cười, trả lời, vậy thì bỏ vào hết đi. Nói xong, hắn biến mất trước mắt Hạ Cha và Lục Úy Nhân, không còn tung tích. Ngà, ngay sau một khắc hắn biến mất, tiếng thú vào thét bỗng nhiên truyền đến. Ngà, giống, cả cạc sau đó, liên tiếp âm thanh lào thách của dã thú theo nhau mà đến. Một vòng xoáy khổng lồ nhanh chóng xuất hiện, rất nhiều nên thú như thủy triều mãi liệt trực tiếp rót vào trong. Trong số những đêm thú này có khỉ có rắn có rồng có hổ, hình thái khác nhau, ít nhất đều là hoang thú. Xe lẫn không ít hoang thú thượng cổ bên trong không gian đại trận Mà trừ nên thú chính là quần tiên nam cương trí tuệ nên thú hoang dã không cao rất nhanh đã nhắm ánh mắt hung ác ngay cổ tiên nam cương lộ ra răng nanh triển khai công kích giết bọn chúng hạ cha lạnh lùng ra lệnh lục úy nhân thở dài một tiếng quần tiên nam cương vội vàng quay đầu thương triển khai chém giết với nên thú lưu hạo phất tay một cái rất nhiều phi nhận loạn xạ bốn phía đến chỗ nào nên thú không khỏi bị giọt thành mảnh nhỏ đến nó xem ra nơi này còn cất giấu một nhánh sông thời gian phương nguyên lập lại chiêu cũ đại trận nơi này rất giống với đại trận mà hắn đối chiến với phượng cửu ca lúc trước lưu hạo suy nghĩ trong lòng phương nguyên đã từng sử dụng quang âm tiết hồng trục lưu trận đầy phượng cửu ca đến dòng sông thời gian mà đại trận lần này là ba trận hợp nhất xây dựng thành niên lưu phục chu trận ảnh tông ở đây sử dụng đạo ngân trụ đạo thiên nhiên nồng đậm trải ra tiên trận trận này che giấu sự tồn tại của nhánh sông thời gian chính vì trận này cho nên quần tiên nam cương mới không phát giác Tiếp theo chính là quang âm tiết hồng trục lưu trận có thể liên thông với nhánh sông thời gian. Trọng điểm sau cùng chính niên thú thái cổ điếu lai trận, Phương Nguyên sử dụng tiên cổ tự thủy lưu niên để trải đại trận này, thu hút rất nhiều niên thú bên trong dòng sông thời gian đến, triển khai chém giết với quần tiên nam cương. Ngốn, Phương Nguyên không có năng lực làm đến trình độ đó, nhưng sau khi cảnh giới trụ đạo của hắn đạt đến tông sư, hắn đã bù đắp được nhiều điểm này. Trận đạo, trụ đạo của Phương Nguyên đều là tông sư, lại có chân truyền hắc phàm, chân truyền u hồn ma tôn làm cơ sở, còn có vầng sáng trí tuệ phụ trợ suy tính ra tiên trận siêu cấp này từ đó xây dựng thành đại trận như bây giờ ghế cổ tiên ba giang gào lên cơ thể bành trướng giống như cự nhân dùng sức rút lui máu chảy ra xé nát một con đơn thú thượng cổ phù mặn lửa quyền tịch đốt mấy chục con nâng thú thành lửa cổ tiên xài ra tắm trong biển lửa giống như thần tướng thiết khu trung im lặng không nói bàn tay tung bay như bướm kim quang từng lùa sắc bén vô cùng Chén từng con nâng thú thành hai nửa dễ như chờ bàn tay chẳng khác gì cắt đậu hũ ma đầu phương nguyên cảm ơn ngươi đã mang đến nhiều tài phú cho chúng ta như vậy ha 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 thơ hồ trượng cười to thôi phát sát chiêu mộc đạo bộ chặt nên thú chung quanh kéo vào trong tiên khiếu của mình tuy những con nâng thú hoang cấp niên thú thượng cổ có phàm cổ hoang dã trên người nhưng lại không có tiên cổ đối chiến với những cổ tiên nam cương tan thiệt cực kỳ có thể nói là bị tùy tiện tàn sát cổ tiên nam cương được điều động đến truy sát phương nguyên tất nhiên đều là những người có chiến lược tốt trong gia tộc tu vi ít nhất đều là thất triển không phải tầm thường tạo thành chế quả như vậy cũng không cần suy nghĩ biểu hiện phương nguyên vẫn đạm mạc như cũ khóe miệng giống như cười mà không phải cười lãnh quang lóe lên trong đáy mắt tình huống như vậy đã sớm nằm trong suy si tính của hắn con trận chiến đấu này chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi giống giống không ngừng có nâng thú xông vào trong đại trận cổ tiên nam cương giết đến mỏi tay nhưng nâng thú vẫn không ngừng tiến vào tại sao lại có nhiều như vậy chứ ma đầu phương nguyên muốn mượn thứ này để tiêu hao chúng ta phá vỡ đại trận này mới là đạo thủ thắng cổ tiên nam cương truyền âm cho nhau nhìn ra được mấu chốt của trận chiến này nhưng bảo bọn họ phân tâm thì đúng là có chút miễn cưỡng hy vọng phá trận lớn nhất nằm trên người lục cú nhân và hạ cha ha 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 lúc này vong xoáy bỗng nhiên bành trướng gấp mấy lần một con nân thú khổng lồ ngạo mạn bước vào chiến trường nhân thú thái cổ rốt cuộc đã bị thu hút sắc mặt quần tiên nam cương đều thay đổi lục úy nhân đang định ra tay Tiết khu trung đã chủ động đứng ra để chúng ta hai vị đại nhân vẫn nên toàn lực phá giải trận này mới đúng đám người thất truyền thiết khu trung nam cương liên thủ minh đón đã lên thú giả thái cổ bọn họ không hổ danh là người nổi bật trong cổ tiên thất truyền liên thủ lại cũng có thể tạm thời ngăn cản đến thú và thái cổ ở ở đây có một trận nhãn bỗng nhiên tinh mang lóe lên trong mắt hạ cha bà ta chỉ ra một ngón tay túc ra sát chiêu bát chuyển kỳ quang huyền bạch bắn ra bên trong tiếng nổ đại giận kịch liệt run lên ba lần lúc này mới bình ổn lại chương hai nghìn ba trăm ba mươi chín Xuân Tiễn một quần tiên nam cương vui mừng, đây đích thật là trận nhãn, bị hạ cho phá hủy, không cô phụ sự mong đợi của mọi người, Phương Nguyên cười lạnh, lẩm bẩm, đây mới là ảo diệu của trận này đấy, nơi trận nhãn bị phá hủy bỗng nhiên tạo thành một cánh cửa vòng xoáy thứ hai, rất nhiều nên thú chen chúc nhau mà vào, quần tiên biến sắc, giống một tiếng hổ gồng. phong vân biến động, nên thú hổ thái cổ nhảy lên, ngang nhiên tham gia chiến đoàn, để ta. Lục Úy Nhân lần đầu ra tay, một tay một chảo, đại thủ hoàng hạt chợt ngưng tụ, nắm lấy nên thú hổ thái cổ mặc cho nó gầm rú dãy rộ như thế nào cũng không thoát được sĩ khí quần tiên nam cương đại trấn còn mí mắt đám người ảnh tông thì nhớ lên sắc mặt hơi trầm xuống lục ưu nhân không hổ danh là truyền nhân của nhạc thổ tiên tôn cử trọng như khinh bắt giữ một con nên thú hổ thái cổ một kích nhẹ nhõm mặc dù ông không có thủ đoạn câu phạt nhưng nội thủ đoạn này không cũng đủ thâm bất khả chắc khiến người ta phải kính sợ ttt một con nên thú rắn thái cổ kéo thân hình to lớn của mình thay cái lưỡi màu đỏ chui ra cửa vòng xoáy tiến vào chiến trường con nên thú thái cổ thứ ba lần này cho dù là lục úy nhân hay là hạ cha người nào cũng biến sắc bởi vì họ cảm nhận được khí tức tiên cổ hoang dã trên người con nên thú rắn thái cổ con nên thú rắn thái cổ này còn nguy hiểm hơn hai con nên thú thái cổ trước nhưng quan trọng hơn chiếu theo xu thế này con nên thú thái cổ thứ tư thứ năm xuất hiện cũng không kỳ quái đây rốt cuộc là đại trận gì thế cổ tiên kiều ra cảm thấy áp lực trong lòng quá lớn cổ tiên thất truyền còn lại đều cảm thấy nặng nề trong lòng không còn hang hái như trước để ta trong thời khắc quan trọng lục úy nhân một lần nữa đứng ra đối đầu với nâng thú rắn thái cổ chỉ là lần này ông cẩn thận hơn rất nhiều trước khi còn chưa thăm dò được trên người con nâng thú rắn thái cổ có tiên cổ gì Tông sẽ không mạo hiểm làm việc giết cổ tiên nam cương lào thét sắc ý bừng bừng đám nâng thú cũng vào thét dương nanh múa vuốt cổ tiên nam cương nhấc lên một trận chiến gió tanh mưa máu nhưng thú tử thương thảm trọng nhưng cánh cửa vòng xoáy không cách nào phá hư cứ dinh sôi không ngừng vẫn chuyển nâng thú vào trong nên thú kéo dài không rút, không ngừng tiếp tục theo cuộc chiến. Trạng thái cổ tiên nam cương dần dần giảm xuống, bắt đầu có người bị thương, nhưng thú nhiều lắm. Trận này nhất định đã được cải tiến trên diện rộng, thu hút nên thú còn nhiều hơn khi đối chiến với Phượng Cửu Ca. Trong lòng Lưu Hạo âm trầm chấn kinh, trong tay ông ta có một số thành quả suy tính bắt nguồn từ thiên đình, nhưng không biết làm sao mà sử dụng ra ngoài. Dù sao thân phận của ông ta không phải cổ tiên trận đạo hay trụ đạo, đại trận đáng chết, nhất định phải phá hư nó, chúng ta mới có cơ hội chiến thắng thật ra chỉ cần phá hư đến một trình độ nhất định, để chúng ta truyền tin tức ra ngoài, nhất định sẽ có rất nhiều tiên hữu chính đạo đến đây trợ giúp, quần tiên nam cương cũng biết ứng đối ra sao. Đang tức thủ đoạn không đủ, nhưng lưu phục chu trận được suy tính sau khi cảnh giới trụ đạo của phương Nguyên Tăng vọt, sao dễ dàng bị quần tiên nam cương phá giải chứ? Đại trận trụ đạo này đúng là huyền diệu hạ cha cao mày, sau khi bà phá giải được một trận nhãn, trong thời gian ngắn không tìm được trận nhãn thứ hai, đại trận liền thành một khối. Không chút sơ hở, thành tích phương diện trận đạo của ta quá ít có lẽ ta nên toàn lực ra tay một lần khiến đại trận không chịu nổi tạo ra sơ hở sắc cơ xuất hiện trong mắt hạ cha bà là thái thượng đại trưởng lão hạ gia đại năng chủ đạo trong lòng chỉ có ngạo khí cường giả lúc này bị phương nguyên tính toán câu thúc trong lòng dần dần không kiên nhẫn lục úy nhân cũng nhìn ra được suy nghĩ trong lòng hạ cha vội vàng khuyên căn hạ cha đại nhân đừng chúng gian kế của ma đầu phương nguyên tàn nhẫn xảo trá thiên đình cũng không làm gì được ảnh tông đã từng nắm giữ kinh hồng loạn đài đấu mặc dù tiên cổ phòng này đã bị hủy nhưng vẫn còn sót lại không ít tiên cổ nếu ngươi muốn toàn lực ra tay sợ rằng sẽ như ý muốn của phương nguyên bị phương nguyên lợi dụng thủ đoạn chiêu bài của kinh hồng loạn đài đấu chính là phong tồn sát chiêu đối thủ sau đó thôi phát ra ngoài lục úi nhân khuyên can rất đúng rất sáng suốt khiến phương nguyên không nhị được phải cao mày mặc dù ông không phải cổ tiên trí đạo nhưng chi tính rất chính xác nên lưu phục chu trận đã hao hết tất cả tiên cổ chủ đạo của phương nguyên tiên cổ trong chân truyền hắc phàm được dung làm hạch tâm còn tiên cổ của kinh hồng loạn này đấu thì toàn lực phụ tá hạ cha nghe khuyên nhiều hít sâu một hơi hư lạnh một tiếng nhìn con đơn thú và thái cổ lẫn vào chiến trường đầu tiên niên thú và thái cổ đang bị một đám cổ tiên nam cương vây công những cổ tiên này đều là thất truyền sát chiêu sắc bánh nhưng đánh vào người nơn thú và thái cổ uy năng không hiện lãi không đúng chỗ ngứa nên thú và thái cổ có thể so sánh với chiến lược bát chuyển da dày thịt béo quần tiên nam cương ra sức tấn công cũng không làm gì được nhưng khi ánh mắt của hạ cha tập trung lên người nến thú và thái cổ nó lập tức cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt vội ngóc đầu lên đánh vỡ vòng vây quần tiên nam cương trực tiếp đánh tới hạ cha giỏi cho con nguyệt xúc hạ cha giận quá thành cười khi tức cổ trùng bành trướng trên người trong khoảnh khắc ủ thành sát chưa tiên đạo chỉ thấy một thanh kéo màu xanh to như tượng bay về phía con nến thú và thái cổ cắt một cái thật mạnh nên thú và thái cổ còn chưa cảm nhận được bất cứ đau đớn nào một kích này giống như gió mùa xuân ấm áp ánh nắng tươi sáng có danh tản mùi thơm xông vào mũi trắng váng một chút trên cổ nơi thú già thái cổ đã xuất hiện một vết thương thật sâu rất nhiều máu bắn ra như suối chương 2340 sơn tiễn hai toàn thân con nơi thú và thái cổ chấn động kích phát hung tính tốc độ tăng vọt vẫn nhào về phía hạ cha như cũ hạ cha không tránh không né bị nơi thú và thái cổ nhào chúng nhưng rồi tan thành bọt nước biến mất sau đó cái tháo màu xanh một lần nữa bay quanh đỉnh đầu lên thú và thái cổ chứa chuẩn cổ của nó mà cắt lần nữa hạ cha biến mất lực chú ý của con gà thái cổ bị cái kéo màu xanh thu hút nhất thời hai tướng tranh đấu đây chính là xuân tiễn của hạ cha quả nhiên uy năng thoát tục sắc bén phi phạm phương nguyên ẩn đằng sau quan sát trận chiến nhìn thấy tình hình chiến đấu như vậy trong lòng hắn hơi động tin tức có liên quan xuất hiện trong đầu hạ cha có một bộ sát chiêu tổng cộng có bốn chiêu xuân tiễn chỉ là một trong số đó không thể nghi ngờ đây là sát chiêu công phạt cấp độ bát triển sắc bén vô cùng ngay cả nên thú và thái cổ da dày thịt đéo cũng không ngăn nổi phong mang của nó phương nguyên âm trầm hâm mộ đây là thứ mà hắn thiếu nhất lúc này bên trong chân truyền u hồn mặt tôn có sát chiêu trụ đạo bát chuyển nhưng phương nguyên lại thiếu tiên cổ bát chuyển tương ứng cho dù đã trải qua cải tiến dùng sáu bảy tiên cổ thay thế cũng không đạt được cấp độ bát chuyển trong tay phương nguyên chỉ có một con tiên cổ trụ đạo bát chuyển duy nhất là tự thỉ lưu niên trong số những sát chiêu chân truyền hắc phàm ngược lại có mấy sát chiêu lấy nó làm hạch tâm giống như nên thú triệu lai lưu niên bất lợi. Niên thú Triệu Lai có cấp độ bát chuyển, có thể triệu hồi niên thú thái cổ tác chiến cho Phương Nguyên, lưu niên bất lợi lấy tiên cổ tự thủy lưu niên làm hạch tâm, dùng trụ đạo mô phỏng hiệu quả vận đạo, nhưng cả hai đều không giống sân tiễn, trực tiếp dùng để công phạt, hiệu quả nhanh chóng, cho nên Phương Nguyên đành phải đánh chú ý lên quang âm phi nhận, niên thú và thái cổ không có tiên cổ hoang dã, chung quy không thể địch lại sân tiễn của hạ cha. Bị cắt đến mình đầy thương tích, phát ra tiếng kêu thảm. Hạ tra trước sau chỉ dùng một chiêu này đã đánh nên thú thái cổ đến trọng thương, thì hiện chiến lực phi phàm của bà. Không hổ danh là chủ của Hạ gia, thực lực lần này chỉ sợ có thể đạt đến tiêu chuẩn trở thành thành viên Thiên đỉnh. Trong lòng Phương Nguyên cảm thán, mắt thấy con niên thú già thái cổ sắp chết trong tay Hạ cha, bỗng đại trận khẽ động, niên thú già thái cổ biến mất ngay tại chỗ, thần phục cho ta. Đằng sau, Phương Nguyên ra tay với con năng thú và thái cổ đã suy yếu vô cùng, phát ra thủ đoạn nô đạo, niên thú gà thái cổ không thể không thấp đầu thần phục Phương Nguyên thế là phương nguyên đã thuận lợi thu lấy nên thú ra thái cổ đế giới trướng. hắn vừa nhờ nắng thú phục kích truy binh nam cương vừa nhờ truy binh nam cương giúp hắn suy yếu đăng thú sau đó nô dịch tu pháp này khi còn ở tây mạc đã được dùng cho truy binh thiên đình nhưng cũng cũng không sai chỉ cần có tác dụng là được mắt thấy chiến quả sắp đến tay mình một con liên thú và thái cổ đã chết gần như toàn thân đều là tiên tài bát chuyển giá trị liên thành không ít đến nó lại biến mất rất nhiều cổ tiên nam cương tức đến chửi ầm lên sắc mặt hạ cha cũng trở nên âm trầm nhưng bà chợt cười một tiếng ngươi cuối cùng cũng mộ ra chân tướng cho ngươi thêm một con nên thú thái cổ thì như thế nào thì ra đại trận phương nguyên chỉ truyền thâu đen thú thì còn không nói bây giờ còn thu lại một con đấn thú và thái cổ vận chuyển của đại trận sẽ yếu hơn giúp cho hạ cha nhận ra nhiều chỗ vi diệu quả nhiên không bao lâu sau bà đã thăm dò được trận nhãn thứ ba sau đó phá hủy nó nhưng tiếng hoan hô của quần tiên nam cương cũng không kéo dài được bao lâu mắt trận bị hủy lại biến thành một cánh cửa lớn, tạo thành một con đường đưa nên thú vào hơn. Tại sao lại như vậy? Mắt quần tiên nam cương trợn tròn, càng lúc càng có nhiều nhân thú xâm nhập chiến trường, giao sát cùng một chỗ với quần tiên nam cương. Thời gian dần trôi qua, trạng thái chiến đấu của quần tiên nam cương bất chi bất giác đã giảm xuống một mảng lớn. Bọn họ giết đám nên thú đến muốn buồn nôn, nhưng giết không hết, giả giết không dứt. Vốn sắc chiêu được chuẩn bị cẩn thận nhằm vào phương nguyên, còn có sự phối hợp tuyệt diệu giữa các cổ tiên bây giờ đều dùng trên người đám đen thú ngu dần này khiến cho bọn họ vừa bất đắc dĩ vừa mệt mỏi vô cùng nhưng lưu phục chu trận là hợp nhất giữa ba trận nhanh sông thời gian bên trong lại có quy mô khổng lồ cộng thêm đám người phương nguyên toàn lực chủ trì uy năng mênh mông khiến cho đám truy binh phải chịu nhiều đau khổ một lát sau ngay cả lục úy nhân cũng phải thờ hồng học ông không chỉ lấy sức của một người đối kháng với hai con đen thú thái cổ trên thực tế còn phải trợ giúp cho những cổ tiên thất triển một con nên thú thái cổ đã bị phương nguyên bắt đi nô dịch phía đằng sau sau đó rất nhanh một con nên thú thái cổ khác bị thu hút tham gia vào chiến trường trên vai lục úi nhân hạ cha từ đầu đến cuối vẫn duy trì áp lực cực lớn tình hình chiến đấu vẫn rất kịch liệt nhưng quần tiên nam cương cũng có tiến triển không ít về sau hạ cha phát hiện thêm hai trận nhãn phá hủy từng cái hai trận nhãn bị hủy cũng không biến thành cửa lớn vòng xoáy nên lưu vực chu trận bây giờ nhiều nhất cũng chỉ có ba vòng xoáy đây là hạn mức cao nhất rồi đấu như vậy kéo dài cả một ngày dưới trường Phương Nguyên có thêm bảy con nên thú thái cổ còn trận nhãn cũng bị hạ tra phá hủy đến chín cái đại trận niên lưu phục chu trận bắt đầu lung lay độ vững chắc kém xa trước đó hỏa hầu đến rồi Phương Nguyên cười lạnh một tiếng rốt cuộc tự mình ra tay sát chiêu tiên đạo đạo tặc quỷ thủ một đại thủ giữ tợn nhất lên âm phong từ trong miệng một con nên thú thượng cổ bỗng nhiên bay ra thiết khu trung vội vàng không kịp chuẩn bị bị bàn tay này vớt lấy lấy mất một con tinh cổ Chương 2341, ha phiến một cổ lưỡi đao thất truyền của ta, ông ta phun ra một ngụm máu, bị sát chiêu phản phệ, bản thân bị trọng thương, nhưng điều khiến cho ông ta nhỏ máu trong lòng chính là cổ lưỡi đao thất truyền đã bị Phương Nguyên cướp đi, tổn thất nặng nề. Ha ha, không tệ. Không tệ, quả nhiên là cổ lưỡi đao. Phương Nguyên vui mừng mỉm cười, cổ lưỡi đao chính là thứ mà hắn đang cần bây giờ. Một trong tiên cổ hạch tâm của sát chiêu quang âm phi nhận, thiết ra tiên hữu. Hãy cố gắng, ta đến cứu ngươi, đám người thương hổ trượng nhìn thấy thiết khu trung bị tập kích vội giết ra một đường máu chạy đến trợ giúp phương nguyên núp đằng sau cười lạnh liên tục hắn cũng không đuổi tận giết tiệt thiết khu trung, mà là viện binh vây đánh không ổn rồi hỏng rồi đây là mai phục chúng ta trúng kế rồi cổ tiên nam cương chạy đến cứu viện bị tấn công bị đạo tặc quỷ thủ trộm lấy tiên cổ mọi người cẩn thận đám niên thú thái cổ đã bị phương nguyên nô dịch vô cùng nguy hiểm thương hồ trượng không kịp tiếc vì tiên cổ bị cướp mất mà bị dạ đến mồ hôi lạnh cao giọng kêu to trong chiến trường. Nếu là lúc bắt đầu khai chiến, chiến lược quần tiên nam cương hoàn chỉnh, đạo tặc quỷ thủ hoàn toàn không đến gần bọn họ được, nhưng bây giờ, bọn họ đã mệt mỏi muốn chết, chiến lược giảm xuống vô cùng nghiêm trọng, lực chú ý cũng không còn trọn vẹn như ban đầu. Đạo tặc quỷ thủ của Phương Nguyên lập tức có không gian thi triển, đạo tặc quỷ thủ vốn ẩn núp, Phương Nguyên lại chơi đùa, để bọn chúng ẩn trong miệng nên thú thượng cổ. Quần tiên nam cương bị chiêu này làm cho cả kinh, vội chu lại thấy công, tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng bất kỳ nên thú nào muốn đến gần đều sẽ bị giết chết. Nhất thời, phía Nam Cương lại chiếm thượng phong. Nhưng Phương Nguyên vẫn không ra tay. Rất nhanh, thế công quần tiên Nam Cương lại giảm xuống. Bọn họ chiến đấu quá lâu, thế công cường mãnh hoàn toàn không duy trì được bao lâu. Phương Nguyên nhìn chuẩn chiến cơ, một lần nữa bắt đầu ra tay. Cổ tiên Nam Cương liên tục gặp nạn, rất nhanh lại có một số tiên cổ bị Phương Nguyên trộm lấy. Đạo tặc quỷ thủ của Phương Nguyên một lần chỉ có thể đánh ra một con, nhưng nếu ở bên trong niên lưu phục chu trận, hắn có thể nhiều uy năng của đại trận thúc ra ba con. Không giống như chiến trường tiên đạo tử thần đoạn mệnh, đạo tặc quỷ thủ bị hoàn cảnh chiến trường áp chế, không gian đại trận không có đạo ngân, mặc dù đạo tặc quỷ thủ sẽ không được tăng phúc nhưng ít nhất cũng có thể phát huy được thực lực cơ bản nhất, sát chiêu lưu niên bất lợi. Niên lưu phục chu trận đã sớm được thi triển, dưới sự áp chế của Phương Nguyên, cổ tiên nam cương bị đánh cắp tiên cổ, nếu không phải hạch tâm sát chiêu thì cũng chính là thứ Phương Nguyên cần. Sau một vòng ăn trộm, một số cổ tiên nam cương bởi vì sát chiêu thôi động thất bại nạp phản phệ mà bản thân bị trọng thương nhưng điều khiến cho phương nguyên cảm thấy tiếc nuối chính là lục úi nhân và hạ cha vẫn là giọt nước không lọt hai đạo tặc quỷ thủ vừa mới xuất hiện đã bị bọn họ bóp chết đồng thời hai người vẫn còn dư lực trợ giúp những cổ tiên thất truyền còn lại nhất là lục úy nhân tuy không có thủ đoạn công phạt nhưng bảo vệ đồng bạn thất truyền lại cực kỳ đúng chỗ nếu không có ông ta đã sớm có cổ tiên bị giết chết rồi lúc này phương nguyên cũng không thi triển dẫn hồn nhập mộng thời gian sát chiêu dẫn hồn nhập mộng bại lộ ra ngoài đã hơi lâu cổ tiên năm vực đã có một số phương pháp phòng bị quan trọng hơn chính là nếu chiêu này thi triển thất bại bản thân phương nguyên sẽ bị trói vào trong mộng cho nên hắn sử dụng chiêu này rất cẩn thận trừ phi học theo ảnh vô tà lúc trước sử dụng thuần mộng cầu chân thể để thi triển cho dù nó có phản phệ thần mộng cầu chân thể cũng sẽ không gặp bất kỳ trở ngại nào bất cứ một sát chiêu nào cũng không phải vô địch sẽ bị khắc chế đạo tặc quỷ thủ trong tương lai sẽ bị đãi mộ tương tự bị nhằm vào và ngăn chặn trừ phi phương nguyên kịp thời thay đổi và cải tiến nhưng bây giờ số lần đạo tặc quỷ thủ bại lộ còn ít hơn dẫn hồn nhập mộng rất nhiều hơn nữa với sự phối hợp của lưu niên bất lợi trạng thái của quần tiên nam cương đều xa sút đạo tặc quỷ thủ hiển thị thần uy khiến cho cục diện cực kỳ có lợi cho phương nguyên nhưng lúc này hạ cha bỗng rít lên một tiếng phá cho ta chung quanh bà ta đột nhiên xuất hiện mưa to gió lớn sấm sét vang dội huyễn tượng bỗng nhiên áp xúc thành một cây quạt nằm trong tay bà hạ cha điểm về phía trước một cái phương nguyên kêu lên đau đớn thất khiếu chảy máu trận nhãn sụp đổ phương nguyên lộ ra hắn chủ trì đại trận là nhiều nhất cộng thêm điều khiển ba đạo tặc quỷ thủ và nô dịch nên thu thái cổ đại quân nấn thú bài binh bố trận tâm tư còn lại không đủ chờ chống ấn hộ thân nghịch lưu hạ cha lại chiếu vào bên trái bạch ngưng băng bỗng nhiên cảm giác đại nạn lâm đầu vội vàng thúc lên sát chiêu bạch tướng hạ cha lại chiếu vào bên phải một cái bạch thỏ quân nương né tránh không kịp trận nhãn vỡ nát toàn thân nàng cũng bị nổ thành huyết nhục vỡ vụng hương tiêu mọc vẫn tình hình chiến đấu thay đổi quần tiên nam cương thậm chí không kịp giao họ sát chiêu tiền đạo hà phiến ba lần vỗ niên lưu phục chu trận gần như dục đổ đám người phương nguyên bị trọng thương hà cha thở dốc mấy hơi hà phiến trong tay vừa ảm đạm xuống lại sáng tỏ như mới nếu để cho bà tiếp tục đám người phương nguyên sẽ thua đến không thể nghi ngờ nghĩ không ra hạ cha lại có thể tìm hiểu niên lưu phục chu trận sâu sắc đến như vậy bà rõ ràng đã có thể giải khai trận nhãn kiềm chế không thực hiện tích lũy đến bây giờ mới ra tay một lần nếu không phải ta lợi dụng đạo tặc quỷ thủ khiến cho chiến cuộc thay đổi còn bức không ra thủ đoạn của bà ta phương nguyên chấn động trong lòng biểu hiện của hạ cha như vậy trong ghi chép mà ảnh tông lưu lại cảnh giới trụ đạo của bà ta không chỉ đơn giản chỉ là đại tông sư thậm chí còn có khả năng bà ta đã đọc lướt qua trận đạo chỉ là người ngoài không biết mà thôi nội tình của tiên bát chuyển sao có thể bị dễ dàng dò xét đến như vậy chương 2342, nghìn ba hà phiến hai nhân lưu phục chu trận chính là tiên trận bát chuyển hàng thật giá thật Phương Nguyên dựa vào tiên trận này vây khốn truy binh Nam Cương, trong đó có hai vị bắt chuyển là Lục Cúi Nhân và à Cha. Đây chính là sở trường của lưu phái trận đạo, chỉ cần xây dựng đại trận, nhất định có thể lấy một địch nhiều. Giúp cổ tiên thi triển chiến, chiến lực vượt xa tiêu chuẩn bản thân, nhưng trận đạo có một khuyết điểm, một khi huyền bí của đại trận bị địch nhân nhìn thấy, đại trận bị phá hư, cổ tiên chủ trì đại trận nhất định sẽ chịu phản phệ nghiêm trọng, thậm chí khó đôi khi sẽ còn bị thương nặng mà chết. Trước mắt, Phương Nguyên đã gặp phải hiểm cảnh, một khi đại trận bị tan vỡ, thương thế của hắn chỉ sợ khó mà tưởng tượng được hiện tại thôi động ấn hộ thân nghịch lưu cũng không tiện tôn thương do phản phệ sẽ nghịch phản lên cổ trùng xây dựng đại trận số cổ trùng trên người phương nguyên trên cơ bản sẽ từ đời không gian đại trận bắt đầu tan rã quần tiên nam cương bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy cổ trùng quay chung quanh bọn họ phương nguyên ngươi sắp chết đến nơi rồi lưu hạo hưng phấn gầm thét bắt đầu xuất ra tiên cổ định không trong nháy mắt phương nguyên trúng chiêu bên trong phạm vi không cách nào thôi động được định tiên du trốn đi cho dù ngươi có trốn đến dòng sông thời gian ta cũng có thể xử ngươi theo pháp luật ngay tại chỗ hạ cha tay cầm hạ phiến cười ngạo nghễ trốn vì sao ta lại phải trốn bị giam trong tuyệt cảnh mắt phương nguyên bỗng nhiên hiện lên một luồng ánh sáng quỷ quyệt quần tiên nam cương khẽ giật mình sau một khắc động tác của đám đơn thú thượng cổ bên cạnh bọn họ cứng đời như đá mộng cảnh giống như cuồng phong từ trong cơ thể điên thú thượng cổ nhanh chóng quét sạch ra ngoài quần tiên nam cương không khỏi sợ hãi vội vàng trốn tránh hạ cha cũng giật mình nhanh chóng vùng quạt nhưng sát chiêu tiên đạo có mạnh bao nhiêu mà chạm vào mộng cảnh cực khổ vô công không hề có chút hiệu quả có người vội vàng đào thoát nhưng đại trận còn chưa tiêu tán không gian đại trận vẫn giam cầm quần tiên như cũ mộng cảnh nhanh chóng khép lại bao vây đám người lục cú nhân hạ cha vào trong sau đó bắt đầu lan tràn chung quanh ăn mòn đại trận niên lưu phục chu trận rất nhanh toàn bộ niên lưu phục chu trận bị mộng cảnh bao phủ hoàn toàn mất đi tác dụng chiến trường vốn đang ồn ào náo động trong thời khắc này bỗng nhiên bình tĩnh lại ngay cả đám đơn thú cũng bị khốn trong mộng cảnh chìm vào mộng đẹp đây chính là uy năng của mộng đạo rượu âm tiên tử cảm thán được không thôi chẳng trách tất cả các thế lực đều tích cực nghiên cứu mộng cảnh bạch ngương băng đã hồi phục lại bạch tướng của nàng cho dù chỉ còn lại một mảnh nhỏ cũng có thể trùng sinh như cũ đáng tiếc bạch thảo cô nương đã hy sinh trong trận chiến một chiêu tiên cật biến thiên mộng đạo hoàn toàn là lưu phái mới giống như thầu đạo biến hóa đạo vận đạo vừa mới xuất hiện lần như không có gì bất lợi trong thời gian ngắn, những lưu phái có mặt từ lâu khó mà có biện pháp khắc chế, vạn núi xanh ngắt kéo dài liên miên, bầu trời sáng sủa không mây, bỗng nhiên sắc trời thay đổi, kỳ quang thu liễm hóa thành một dáng người cao thẳng, người này có cặp lông mày dài trắng như tuyết, đôi lông mày kéo dài ra khỏi gương mặt, dưới đôi lông mày dài là hai mắt nhắm chặt, ông ta mặc một chiếc áo trắng, không nhiễm trần thế. Bên trên áo bảo và da của ông ta đều tản ra một phần sáng, vầng sáng này không lóa mắt, lại còn tôn ông ta lên giống như thần minh. Người này tên là Quân Thần Quang, tu vi cao đến bát truyền, chuyên tu quang đạo, là thái thượng đại trưởng lão 10 đại cổ phái Trung Châu, trong khoảng thời gian gần đây được Tử Vi Tiên Tử chiêu nạp, trở thành thành viên Thiên địch Nơi lưu hạo biến mất cuối cùng là ở chỗ này, mắt Quân Thần Quang nhắm miền nhưng vẫn thấy rõ như cũ, ông ta phát hiện không ít vết tích chiến đấu để lại, không ổn rồi, xem ra Lưu Hạo giữ nhiều lành ít, ở đây nhất định đã có đại chiến kịch liệt phát sinh. Đáng tiếc Lưu Hạo cũng không truyền ra bất cứ tin tức cầu viện nào đây là đại trận tiên đạo hay là chiến trường tiên đạo nhỉ sắc mặt quân thần quang trầm xuống chân mày hơi cao lại lưu hạo là người mà thiên đình mượn tanh vũ dung xếp vào đội ngũ nội gian ở nam cương trong tay lưu hạo có tiên cổ định không đặc biệt nhằm vào định tiên du của phương nguyên về phần quân thần quang tử vi tiên tử đã sắp xếp đằng sau nếu cổ tiên nam cương truy sát phương nguyên sau đại chiến phương nguyên trọng thương bỏ chạy quân thần quang am hiểu truy tung chính là đòn chí mạng của phương nguyên đội ngũ nam cương đuổi bắt phương nguyên lần này đều là hào thủ của các nhà Cương giả trong thất truyền, cho dù một đối một đối mặt với hoang thú Thái cổ, thường cũng có thể bảo tồn được tính mạng. Thiết khu trung là cổ tiên có chiến tích hiền hách trong giới cổ tiên Nam Cương, danh xưng Thiết Đại Tiên sinh. Từ lúc xuất đạo đến nay, tông ta đã đuổi bắt rào sát hơn người vị cổ tiên Ma đạo. Uy danh của ông ta đã khiến cho Ma tiên Nam Cương phải sợ mất mật. Thương Hổ Trượng Thương gia song tu biến hóa đạo, mộc đạo có cùng thủ đoạn giống lôi quỷ chân quân, khiến cho đạo ngân hai đạo không bài xích nhau. Thủ đoạn phức tạp toàn diện chính là nhân vật đứng đầu thất truyền thương gia dư khô của dương gia là một trong những nhân vật đỉnh phong đại diện hồn đạo trong giới cổ tiên nam cương ông ta đã từng dùng sức của một người phá hủy sao huyệt của một đám hoang thú thượng cổ sau đó thành công chạy trốn dưới sự truy sát của hoang thú thái cổ có thể nói những cổ tiên thất truyền này đều là tinh nghệ trong giới cổ tiên nam cương bất kỳ một người nào xuất hiện đều là cường giả chiêu bài của bổ phương huống chi trong đội ngũ này còn có lục úi nhân truyền nhân của chân truyền nhạc tổ và thái thượng đại trưởng lão hạ gia hạ cha hai người này thì không cần nói chỉ nói một câu, bọn họ đều có tu vi bát chuyển. Trư 2343, tù binh một quân thần quang thở dài một tiếng, bởi vì đội hình mạnh đến như vậy, trong lòng quân thần quang vẫn rất yên tâm, nếu gặp phải phương nguyên, cho dù có đánh nhau cũng có thể lưu lại do quân thần quang đủ thời gian để phản ứng. Để ông ta âm trầm đến gần, quân thần quang kiêng kỵ thủ đoạn của lục úi nhân và ạ cha, Như lại lo lắng hai người bọn họ phát hiện, nào ra hiểu lầm không cần thiết, cho nên trên đường đi, ông ta vẫn luôn ở đằng sau, không dám đến quá gần. Hai cường giả bát chuyển, mấy vị thất chuyển, lại chuẩn bị rất đầy đủ, bố trí đủ loại thủ đoạn nhằm vào phương nguyên, nhưng lại bị đại bại, mà không chỉ trảm bại, hơn nữa còn thù thiệt. đến tai quần lót cũng không còn, quân thần quang không ngừng lắc đầu, phương nguyên chắc đã lợi dụng mộng cảnh rồi. Chật, ánh mắt của ông ta tập trung vào phía trên một mảnh nhào mộng cảnh, nhưng trong lòng cả thêm khẳng định, mà trừ lợi dụng mộng cảnh, cho dù thủ đoạn của phương nguyên có sắc bén đến cỡ nào cũng không tạo thành chiến quả như vậy sang trong lúc quân thần quang muốn dò xét kỳ càng một phen tông ta bỗng nhiên nhìn về phía bầu trời phía nam bầu trời trống trải không có vật nào khác nhưng trong phạm vi điều tra của quân thần quang lại xuất hiện một tiên cổ phòng quân thần quang không cần phân biệt khí tức trước tiên đã đưa ra kết quả ngươi đến là người của nam cương tốc độ của tiên cổ phòng rất nhanh nhưng phải mất một khoảng thời gian mới đến được đây tuy nhiên quân thần quang biết mình phải tranh thủ thời gian rời khỏi đây bởi vì tiên cổ phòng này đại danh đỉnh đỉnh đồng thời cổ tiên nam cương cũng có rất nhiều sát chiêu kỳ diệu nếu quân thần quang bại lộ dẫn đến hiểu lầm thì không ổn sau khi quân thần quang biến mất được một lát cổ tiên nam cương khống chế tiên cổ phòng đã đến tiên cổ phòng này không huy hoàng cũng không hùng khoát từ bên ngoài nhìn vào chỉ là một trúc lâu trúc lâu chia làm hai tầng tất cả đều do trúc tạo thành bên trên cây trúc còn sinh ra lá trúc màu xanh từng hạt xương bám vào bên trên lá trúc xanh tươi ức ác đây chính là tiên cổ phòng bát chuyển uy danh hiền hách tiểu trúc lâu mọc thanh tích phong Vũ dung nhờ vào tiểu trúc lâu này nan nhiên phản kích ổn định bảo tọa đứng nhất của vũ dung cánh cửa trúc lâu mở rộng một vị cổ tiên bát chuyển bay ra bên ngoài người này có hình dáng trung niên tướng mạo bình thường thể trạng tráng kiện chân mày dài nhỏ dựng thẳng đứng tăng thêm một chút hiền lành nhưng hành động cử chỉ của ông ta lại để lộ khí thế uy vũ khiến cho người ta không cách nào khinh thường đây là vũ dung thái thượng đại trưởng lão vũ gia sau đó có một người theo sát vũ dung bay ra khỏi trúc lâu tuổi người này đã già, nhưng tinh thần quắc thước, ánh mắt thâm thúy, xương màu má lộ ra, cũng có khí tức bát chuyển. Đây còn không phải là thái thượng đại trưởng lão trì khúc do của trì ra sao, do hai vị cổ tiên bát chuyển dẫn đầu, sau đó lại có thêm mấy vị cổ tiên thất chuyển nối đuôi nhau bay ra khỏi tiểu trúc lâu mọc thanh tích phong. Ai nấy đều mang theo sự lo lắng, bọn họ mất tích ở đây. Sắc mặt cổ tiên ba ra trở nên âm trầm, kiểm tra xem chuyện gì đã xảy ra, tộc ta không liên lạc được với thái thượng đại trưởng lão, cổ tiên hạ ra lo lắng vạn phần. Khẽ là, các loại sát chiêu điều tra liên tiếp xuất ra. Một lát sau, toàn bộ khu vực đã được tìm kiếm triệt để mấy chục lần. Lần này bao gồm hai vị cổ tiên bát chuyển, sắc mặt người nào cũng ngương trọng. Người này giống như đã từng có một nhánh sông thời gian tồn tại, còn có cuộc đại chiến tiên cấp trụ đạo. Sau khi người của chúng ta xâm nhập nơi này, đã triển khai một trận đại chiến cực kỳ mãi liệt. Mộng cảnh này là gì vậy? Có người nhìn thấy được mảnh nhỏ mộng cảnh phương nguyên lưu lại, cũng giống như quân thần quang trước đó. Ánh mắt quần tiên nam cương đều tập trung vào mộng cảnh, ngoại trừ mộng cảnh, những vết tích còn lại đều bị Phương Nguyên quét sạch sẽ, nếu có cũng chẳng có giá trị lợi dụng, cho nên, đầu mối duy nhất nằm ở mộng cảnh này, cẩn thận một chút, quần tiên nam cương bắt đầu phân tán. Bao vây mộng cảnh lại, mộng cảnh này đang không ngừng được giảm bớt, có người bỗng lên tiếng, quần tiên nam cương phát hiện đúng là mộng cảnh đang giảm bớt, đồng thời tốc độ giảm bớt còn rất nhanh, một lát sau. Một số cổ trùng từ mộng cảnh bay ra bên ngoài. Nhóm cổ tiên Nam Cương vội vàng chụp lấy, cẩn thận xem xét. Bọn họ nhận ra đây đều là phàm cổ tín đạo hoang dã, sau đó bọn họ còn phát hiện bên trong phàm cổ tín đạo có lưu lại một số tin tức, nội dung tin tức rất đơn giản. Nhưng lại khiến cho sắc mặt quân tiên Nam Cương kịch biến, chấn kinh, kính báo chư vị đồng đạo Nam Cương, tộc nhân của các vị đã rơi vào tay phương nguyên ta. Nếu muốn chụp về, mời chờ tin tức, cái này cái này cái này có người nhẹn họng, chỉ tay vào phàm cổ tín đạo, toàn thân run rẩy nói chuyện không lưu loát, yêu ngôn hạp chúng. Điều này sao có thể? Đội ngũ truy kích và tiêu diệt của chúng ta đã bị Phương Nguyên bắt làm tù binh. Ồ, oh, có người lắc đầu thật mạnh, liên thanh bác bỏ. Đây nhất định là một âm mưu rất lớn, nhưng trong chúng ta, ai có thể liên lạc với tộc nhân của mình chứ? Có người hỏi lại, trong nhánh mắt, của tiên Nam Cương đều im lặng như chết. Bọn họ đứng đằng xa, người nào cũng giống như bức tượng, gió thổi lên. Vạc áo nhóm của tiên Nam Cương lùng lay, sợi dâu trì khúc do run lên nhẹ nhẹ trong gió sắc mặt vũ dung xanh sáng ông ta nhắm hai mắt lại một lúc lâu mới chậm rãi mở mắt ra mặc dù khó có thể tưởng tượng nhưng sự thật lại bày ra trước mắt bọn họ không thể không tiếp nhận chân tướng tàn khốc này đây chính là đội ngũ cường giả chính đạo huy động xây dựng đặc biệt truy đuổi phương nguyên bây giờ không chỉ không bắt được phương nguyên ngược lại còn bị phương nguyên bắt làm tù binh mốp đây giống như một bàn tay cực lớn hung hăng đánh vào mặt cổ tiên chính đạo nam cương đánh cho bọn họ ngơ ngẩn đánh cho mặt họ dương to Chương 2344 Tù binh hai bây giờ chúng ta cũng đã mất đi liên lạc với đám người hạ cha. Chúng ta tập kết đội ngũ. Trước sau chỉ mất mấy canh giờ. Chỉ đại nhân, ngươi nhìn xem đây có phải đại trận trụ đạo hay không? Vũ Dung bỗng nhiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Âm thanh mang theo chút khàn khàn. Ông ta nói rất mập mờ, nhưng những người khác đều hiểu ý của Vũ Dung là gì. Chỉ khúc do chậm rãi lắc đầu, trầm giọng nói: Thực lực của Phương Nguyên và Dương Nhiệt ảnh tông, chúng ta đã sớm suy tính qua. Đồng thời cũng ước định kỳ càng, dựa theo chiến lược của đám người hạ cha tuyệt không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đã bị phương nguyên bắt làm tù binh nơi này thật sự đã từng thành lập đại trận trụ đạo đồng thời quy cách kỳ người là cấp độ bát chuyển vượt xa phàm tục chỉ khúc do là đại tông sư trận đạo có thể dựa vào đạo ngân tồn tại trong tự nhiên bố trí tiên trận phương nguyên quét dọn chiến trường trong thời gian ngắn như vậy không có khả năng quét sạch đạo ngân cho nên trong chiến trường vẫn còn lưu lại rất nhiều đạo ngân trụ đạo dựa vào quy mô và hướng đi của đạo ngân trụ đạo chỉ khúc do khẳng định nơi này đã từng bố trí qua đại trận trụ đạo. Vũ Dung khẽ gật đầu, đố rồi, hai vị lục úy nhân và cha đều có tu vi bát chuyển, trừ khi là chiến trường tiên đạo cửu chuyển, nếu không thì khó mà ước thúc hai người này, cũng chỉ có đại chiến trình độ bát chuyển mới có khả năng đó. Chúng ta chạy đến trợ giúp, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng ở bên trong đại trận trụ đạo chỉ sợ đã trải qua một thời gian rất dài, lúc này, của tiên thường ra nói. Ta nhớ ra rồi, thiên đình đã từng công bố bên trong bảo hoàng thiên, Phương Nguyên có một loại đại trận có thể xây dựng bên trong nhánh sông thời gian, câu dẫn rất nhiều nên thú ra tác chiến. Nói xong, sắc mặt của tất cả cổ tiên đều âm trầm như nước, hình ảnh về chân tướng hiện ra trong lòng quần tiên nam cương, bên trong đám đơn thú đó rất có thể có đơn thú thái cổ, đồng thời số lượng còn không ít, dựa vào số nên thú này, Phương Nguyên hoàn toàn có khả năng đối chiến đội ngũ truy kích của chúng ta, đồng thời ma đầu Phương nguy kế thừa ảnh tông, chân truyền vô số. Xây dựng đại trận trụ đạo vây khốn người của chúng ta cũng nằm trong phạm vi năng lực của hắn chỉ khúc do nói đến đây lại cao mày chỉ là ta có một chuyện không rõ nếu tiên khiếu hạ xuống đất coi lại thành một điểm cổ tiên không thể nhận ra là chuyện rất bình thường một đại trận trụ đạo có thể ẩn tàng tốt đến như vậy sao mặc kệ là hạ cha hay là lục úi nhân cũng đều không phát hiện ra sao đại trận trụ đạo không phải hư đạo cũng không phải vũ đạo thâu đạo đối với phương diện tẩn hình biệt tích cũng không am hiểu đáng người hạ cha bị nhốt trong đại trận đại chiến với niên thú thái cổ cuối cùng vì mộng cảnh mà bị bắt điều này có thể hiểu nhưng điểm không bình thường nhất nằm ở chỗ ban đầu, bọn họ không phát hiện. Toàn bộ rơi vào mai phục của Phương Nguyên, điểm này khiến cho đại tông sư trận đạo là chỉ khúc do phải hoang mang. Đương nhiên, không phải nói đại trận trụ đạo không thể ẩn tàng bản thân, chỉ là muốn làm đến trình độ đó rất không dễ dàng, còn khó hơn vũ đạo, thô đạo và hư đạo rất nhiều. Trong kiến thức của trì khúc do, ông chưa từng nghe nói qua có tiên trận trụ đạo có thể đạt đến trình độ này. Che mắt được hai vị cổ tiên bắt truyền điều tra, mộng cảnh tiêu tán. Hoàn đã bên trong có một người có người kinh hồ lúc này mộng cảnh cắt ngang suy nghĩ của quần tiên nam cương bên trong mộng cảnh lưu lại chiến trường lại còn có một người ở lại rất nhanh người này đã lộ ra diện mạo của mình là lục úy nhân hai cánh tay của ông khoanh trước ngực mắt nhắm nghiền giống như tượng đá rơi vào ngủ say không nhúc nhích nhưng khi mộng cảnh tiêu tán tông rất nhanh mở mắt tỉnh táo tại các người lục úy nhân nhìn thấy đám người vũ dung sắc mặt hơi đổi chân nhìn chung quanh thất thanh nói hỏng rồi, lục úi nhân đại nhân, xin ngài tường thuật lại rõ ràng rốt cuộc các người đã gặp chuyện gì, không sai, cổ tiên tộc ta có phải đã bị phương nguyên bắt làm tù binh rồi hay không? Hoa đã, rốt cuộc ông ta có thân phận gì, còn chưa thể xác định được. quần tiên nam cương vội vàng lên tiếng, tình huống nhất thời ồn ào, náo loạn, nhận chứng thân phận trước đã. phương nguyên mà đầu nắm giữ sát chiêu gặp mặt từng quen biết, đồng thời còn có thủ đoạn thoát khốn khỏi mộng cảnh, vũ dùng nói. chỉ khúc do im lặng không nói thân hình chậm rãi di chuyển cùng với vũ dung một chiếc một sau kẹp lục úi nhân ở giữa lục úi nhân hơi sững người như rồi vật đầu đây là đương nhiên quần tiên nam cư tất nhiên có thủ đoạn nghiệm chứng đặc biệt đồng thời để đảm bảo an toàn những thủ đoạn này không chỉ một loại mà còn phức tạp cực kỳ một lát sau biểu hiện của đám người vũ dung diễn đi một chút lục úy nhân đã chứng minh được thân phận của mình ông là ông không phải giả mạo cũng không phải phương nguyên ngụy trang ngay sau đó Lục Úy Nhân đã thuật lại tình hình chiến đấu mà mình đã vặp lại cho quần tiên Nam Cương. Sau khi cổ tiên Nam Cương biết được, sắc mặt tái xanh, một lần nữa rơi vào không khí im lặng chết chóc. Lục Úy Nhân lắc đầu thở dài, hổ thẹn, tại hạ không có thủ đoạn công phạt, chỉ có thể ngồi nhìn sự việc phát sinh. Nếu không phải tại hạ có được phương pháp độc đáo, có thể phòng ngự bản thân trong giấc mộng, chỉ sợ lúc này đã rơi vào tay Phương Nguyên rồi. Cái gì cũng đừng nói nữa, tê trước thôi. Vũ Dung nhìn Lục Úy Nhân thật sâu, vung tay, dẫn đầu tiến vào tiểu trúc lâu ngọc thanh tích phong cổ tiên nam cương đi một lúc lâu một luồng kỳ quang bắn xuống hóa thành cổ tiên thiên đình quân thần quang quân thần quang nhìn chiến trường một lát sau cũng cao mày lẩm bẩm đại trận trụ đạo kỳ diệu phi phàm nhìn vết tích đạo ngân nó không phải được trộn lẫn giữa hư đạo vô đạo thâu đạo cũng không phải tiên trận hợp lại mà chỉ là tiên trận trụ đạo thuần túy nhưng lại có thể che giấu bản thân khiến cho hạ cha và lục úi nhân không phát hiện ra chương 2345 cầm tù con tin nội tình bắt triển khá thâm hậu hà cha thân là thái thượng đại trưởng lão hạ gia thủ đoạn phong phú lục úy nhân lại là truyền nhân chân truyền nhạc tổ mà nhạc thổ lại là một trong những tiên tôn hai người bọn họ không phát hiện được đại trận cùng với một đám cổ tiên nam cương chúng mai phục quân thần quang nhìn mọi thứ lần nữa xác định không có manh mối nào khác lúc này mới biến thành một luồng kỳ quang nhanh chóng biến mất phúc địa trí tôn một đại trận tràn ra ánh sáng màu bạc giống như một thành bảo lơ lửng bên trên tiểu lục thiên Phân thận chủ đạo của Phương Nguyên và quần tiên ảnh tông bao quanh tiên trận, chú ý tù binh bên trong. Số tù phạm này là quần tiên nam cương do Phương Nguyên mai phục bố trí mà bắt được. Thiết khu trùng. Thương hổ Trượng, Dương Khô, tất cả đều là cường giả phái thực lực, nhưng bây giờ lại bị bắt giữ. Hai mắt nhắm chặt rơi vào mộng cảnh, cổ tiên bát chuyển mạnh nhất hạ tra được Phương Nguyên trọng điểm chiếu cố. Trung quanh là mộng cảnh minh mông, vô cùng nồng đậm. đi chi rơi vào mộng cảnh sẽ bị hao mòn, nhưng một khi thoát khỏi sẽ lập tức khôi phục hồn phách thì không giống cho dù thoát khỏi mộng cảnh cũng chỉ có thời gian nhất định rồi cũng sẽ rơi vào trong mộng lần nữa không thể tự thoát ra được giống như bị chúng chưa dẫn hồn nhập mộng chính bởi vì điểm này mới giúp cho phương nguyên bắt cổ tiên nam cương na vào giam giữ bên trong tiên khiếu của mình trước mắt mà nói sát chiêu tiên đạo có từ lâu đều không có tác dụng đối với mộng cảnh tiên cổ phòng như hải giác cắt tháp giáng thiên một khi rơi vào mộng cảnh đều sẽ bị giải thể mộng cảnh đối với cổ tiên mà nói chính là tuyệt cảnh nhưng phương nguyên lại có thủ đoạn không giống bình thường đó chính là thuần mộng cầu chân thể phương nguyên nắm giữ sát chiêu thuần mộng cầu chân biến có thể chuyển mộng cảnh bên trong tiên khiếu trí tôn thành thuần mộng cầu chân thể sau đó lợi dụng phân thân mộng đạo tạm thời này tiến vào mộng cảnh đưa từng cổ tiên nam cương ra ngoài giam giữ bên trong tiên khiếu trí tôn sau đó hắn tại biến toàn bộ chiến trường mộng cảnh thành thuần mộng cầu chân thể thành công thu về cuối cùng hắn vội vàng quét dọn chiến trường không để lại bất cứ manh mối gì rồi lập tức rút đi cho nên khi quân thần quang và quần tiên nam cương chạy đến đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy phân thân trụ đạo cao mày mặc dù lợi dụng mộng cảnh giam giữ những cổ tiên này nhưng phong hiểm vẫn rất lớn một khi có người nào trong đó tỉnh lại đại nào tiên khiếu trí tôn của ta như vậy thì không xong rồi tiên khiếu đối với cổ tiên mà nói chính là trọng địa tài nguyên là căn bản của tu hành phương nguyên giam giữ cổ tiên cường giả bên trong tiềm ẩn nguy hiểm rất lớn một chưa tiên cật biến thiên đa số cổ tiên hiện tại đều bó tay trước mộng cảnh cho dù cổ tiên bát truyền cũng phải vập nạn nhưng để đề phòng vạn nhất tiếp theo ta phải tranh thủ thời gian trộm hết cổ trùng tài nguyên bên trong tiên khiếu của những người này rồi lợi dụng thủ đoạn hồn đạo tách rời nhục thân và hồn phách của bọn họ như vậy mới an toàn được nghĩ đến đây phương nguyên không khỏi nghĩ đến lục úi nhân mặc dù người này bị vây trong mộng cảnh nhưng thần mộng cầu chân thể muốn kéo ông ta ra lại lạc đường trong giấc mộng không cách nào tiếp cận được có tác dụng trong mộng cảnh hiển nhiên đây cũng là thủ đoạn mộng đạo nghĩ lại trước đó Phương Nguyên vì chúng mai phục của Lục Úy Nhân, trải qua tam sinh tam thế. Đó cũng là thủ đoạn mộng đạo. Lục Úy Nhân không chỉ là truyền nhân của Nhạc Thổ Tiên Tôn, mà rất nhanh thức thời, nằm giữa hai thủ đoạn mộng đạo, muốn ngang bằng với Phương Nguyên, Phương Nguyên tính toán đâu ra lấy. Nhưng cũng chỉ có giải mộng, dẫn hồn nhập mộng, đổi hồn trong mộng mà thôi, chính vì như vậy, Phương Nguyên đành phải từ bỏ bắt giữ Lục Úy Nhân, cho dù hắn có thể mang Lục Úy Nhân đi, hắn cũng không dám mạo hiểm ai biết được ông ta có nắm giữ thủ đoạn mộng đạo nào khác hay không nếu chẳng may ông ta tỉnh lại bên trong tiên khiếu trí tôn đó chính là thỉnh thân dễ đưa thần khó không nghĩ đến lại có một ngày đám cổ tiên cao cao tại thượng lại thành tu nhân của chúng ta diệu âm tiên tử cảm khái vô cùng tuy nàng là một trong những tiên tử nổi danh nam cương nhưng bản thân là tán tu tan nủ vị đáng trong tu hành của chính đạo nam cương đối với những cổ tiên chính đạo nam cương này hoán niệm của nàng rất sâu chi tiết bạch thỏ muội muội hay hương mặt rượu âm tiên tử lộ vẻ bi ai bộc lộ chân tình sau khi nàng gia nhập ảnh tông nàng qua lại với bạch thảo cô nương là gần nhất bởi vì rượu âm tiên tử thích sự đơn thuần của nàng bạch thảo cô nương kế thừa chân truyền hắc thố khi đứng trước nguy hiểm sinh mệnh nàng sẽ hóa thành hắc thố tu vi tăng vọt đến thất truyền đáng tiếc nàng đối mặt lại là hạ cha đích thân ra tay thi triển sát chiêu tiên đạo hạ phiến hoàn toàn không kịp phản ứng chúng phải một kích trí mạng phương nguyên hữu tâm vô lực nhưng như cố chỉ có tác dụng với cổ tiên lục chuyển đối mặt với thương thế như vậy hoàn toàn không có hy vọng thành công ngay cả bản thể phương nguyên lúc này cũng bị thương nặng ngược lại bạch ngưng băng lại bình yên vô sự không chút thương thế trong thời khắc quan trọng nàng đã hóa thân thành bạch tướng mặc dù cũng bị đánh nát thành cận mã nhưng chỉ cần còn lại một chút bạch tướng vẫn có thể hồi phục lại như cũ Trưa này đã từng danh chấn nam cương danh xưng bạch khủng bố bao phủ toàn bộ giới cổ tiên nam cương chỗ huyền diệu của nó nằm ở điểm có thể loại bỏ đạo ngân bất lợi và phần lớn cơ thể sau đó dựa vào một mảnh vỡ nhỏ để trùng sinh phục hồi như cũ nhưng điều hiện của bạch ngương băng lúc này cũng vô cùng khó coi nàng nhìn chư tiên nam cương bị nhốt trong mộng cảnh thầm nghĩ trong lòng cho dù ta thi triển bạch tướng rơi vào mộng cảnh cũng sẽ gặp nạn hoàn toàn không có lực phản kháng thật kỳ quái phương nguyên lại không dùng thủ đoạn này xuống tay với ta hắn đã sớm có cách phải quyết minh ước nếu ta là hắn chương 2346 sân hạ thu đông một trong lòng bạch ngương băng có áp lực rất lớn dù sao nàng cũng không phải người của ảnh tông hiện tại lại đang ở bên trong tiên khiếu trí tôn phương nguyên giống như đang ở đại bản gian của người khác Tực lực và thủ đoạn phương nguyên thực hiện càng lúc càng mạnh áp lực của bạch ngưng băng lại càng lúc càng lớn tốt ảnh vô tà ngươi ở lại ta đã cho ngươi mượn cổ trùng rồi tiếp theo ngươi hãy phụ trách trông coi nơi này một khi xuất hiện dị trạng gì ngươi hãy sử dụng thuần mộng cầu chân thể vận dụng dẫn hồn nhập mộng khiến cho đám cổ tiên nam cương này tiếp tục ngủ say trận linh ngươi phải trông coi cho thật tốt nếu mộng cảnh lưu truyền gây nguy hiểm cho đại trận ngươi phải kịp thời báo cáo cho ta ngay thân thân chủ đạo của phương nguyên liên tục đưa ra hai mệnh lệnh vâng tông chủ him thưa chủ nhân có ảnh vô tả và trận linh cường độ giám sát sẽ đầy đủ phương nguyên cũng có thể yên tâm được một chút thời gian bên trong tiên khiếu trí tôn mấy ngày sau thân thân chủ đạo của phương nguyên một lần nữa tiến vào bên trong tiểu lục thiên cẩn thận một chút ta bắt đầu đây vân thân chủ đạo nghiêm túc nói vâng trận linh hiện ra vội vàng gật đầu một vị cổ tiên đứng bên cạnh chính là ảnh vô tà lúc này gương mặt cũng tràn lập vẻ khẩn trương một thần mộng cầu chân thể tiến vào mộng cảnh một lát sau đã tóm lấy chân của hạ cha đẩy bà ra ngoài toàn bộ quá trình đều rất cẩn thận hạ cha vẫn rơi vào giấc ngủ say cũng không có cảm giác và động tĩnh nào lạ cả cho dù là vậy phương nguyên điều khiển phân thân thần mộng cầu chân thể cũng chỉ dám lôi một nửa cơ thể vị cổ tiên bát triển này mà thôi nửa người trên của hạ cha vẫn ở trong mộng cảnh như cũ còn nửa người dưới thì trần trụi bên ngoài tiên khiếu nằm ở ngay phần bụng này cho nên kéo đến đây là được sau đó đến phiên bản thể phương nguyên ra tay ấp ủ một hồi túc ra sát chiêu tiên đạo đạo tạc quỷ thủ đạo tạc quỷ thủ bay thẳng vào tiên khiếu hạ cha nhưng còn chưa tiếp xúc bên ngoài cơ thể hạ cha nổi lên từng luồng ánh sáng đạo ngân đây là thủ đoạn phòng ngự trụ đạo bị động cho dù hạ cha rơi vào giấc ngủ sâu cũng sẽ được kích động ra khi còn ở bên trong giấc mộng thủ đoạn phòng ngự này không hề có hiệu quả nhưng đạo tạc quỷ thủ của phương nguyên cũng không có hiệu dụng trong mộng cảnh chỉ có kéo ra ngoài hành động bên ngoài mộng cảnh phương nguyên mới có khả năng ăn trộm tiên cổ của hạ cha nhìn thấy đạo tặc quỷ thủ bị ngăn cản phương nguyên cũng không có chút ngoài ý muốn nào mấy ngày qua đây không phải là lần đầu tiên phương nguyên ra tay với hạ cha chiêu thức phòng ngự trụ đạo này hoàn toàn rất phiền phức nhưng bây giờ phương nguyên dựa vào cảnh giới trụ đạo lợi dụng vầng sáng trí tuệ suy tính ra phương pháp giải quyết thế là một sát chiêu khác được phương nguyên thôi động hiệu quả sát chiêu vô cùng rõ ràng ánh sáng đạo ngân trên người hạ cha chợt ảm đạm xuống đạo tặc quỷ thủ thành công tiến vào trong tiên khiếu nhanh chóng biến mất không thấy đâu cũng may thủ đoạn phòng ngự này của hạ cha không xuất sắc như những người ở thiên đình nhưng có lẽ nó chỉ phát huy tác dụng tạm thời đặc biệt nhắm vào đạo tặc quỷ thủ cho nên ta mới có thể phá giải sát chiêu này trong thời gian ngắn cấp độ của sát chiêu phòng ngự này còn chưa đạt đến bát chuyển chỉ có thất chuyển phương nguyên dựa vào tiên cổ trụ đạo trong tay phối hợp không ít phàm cổ rốt cuộc tạo thành sát chiêu hóa ra nó lần này đại trận trụ đạo mai phục truy binh nam cương mặc dù tiên cổ trụ đạo quan trọng không bị tổn hại nhưng đa số phàm cổ còn có tiên cổ trụ đạo lục truyền đều bị hao tổn điều này có chút bất lợi đối với đại kế tiến về dòng sông thời gian của ta tiếp theo ta phải kiểm tra xem có thể thu được chút gì trên người hạ cha hay không trong lòng phương nguyên vô cùng chờ mong một lát sau hắn bỗng nhiên giật mình chợt đạo tật quỷ thủ loạn trọn bay ra ngoài ban đầu năm đầu ngón tay của nó mở ra bây giờ lại nắm chặt lại thành nắm đống bên trong dường như có vật gì đó không ngừng rãy ruộng muốn xông phá ra ngoài nhìn thấy cảnh tượng này phương nguyên không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng ảnh vô tả ở bên cạnh hoặc nhiều hoặc ít cũng hiểu biết về đạo tặc quỷ thủ vui vẻ nói khẽ láng ngay lần đầu tiên đã trộm được một con tiên cổ bát truyền nhưng trận linh lại kêu lên chủ nhân không ổn rồi hồi phách hạ tra hình như có ba động biểu hiện phân thân trụ đạo phương nguyên nhiên lại vội vàng không chế thuần mộng cầu chân thể nhét cả người hạ cha vào trong mộng cảnh lần nữa thuần mộng cầu chân thể đứng bên cạnh hạ cha quan sát một lát thấy hạ cha đã ổn định lại một lần nữa ngủ say lúc này mới quay ra cổ tiên bình thường nửa người rơi vào mộng cảnh cũng sẽ không ổn định có dấu hiệu thoát khỏi mộng cảnh như thời gian dài hơn nhiều hạ cha dường như là do tu hành trụ đạo thời gian trong khoảng thời gian này bị giảm bớt ngay khi phương nguyên nhất bà vào tiên khiếu trí tôn đã nhận ra lúc đó quần tiên ảnh tông cũng bị dạ đến mồ hôi lạnh ướt sũng cả người giải quyết tai họa ngầm hạ cha xong lúc này đám người phương nguyên mới rảnh rỗi kiểm tra con tiên cổ đạo tặc quỷ thủ mới vừa lấy trộm con tiên cổ dễ dỗ rất mạnh nhưng đạo tặc quỷ thủ mượn uy năng sát chiêu cửu truyền quỷ không hay lúc trước đã từng trộm qua hồn thú lệnh cho nên lấy trộm tiên cổ bát chuyển hoàn toàn nằm trong phạm vi năng lực của nó cộng thêm thủ đoạn phương nguyên phong phú luyện hóa nó là chuyện chắc như đinh đóng cột sẽ không tồn tại bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn tốn một mớ công phu phương nguyên đã thành công luyện hóa con tiên cổ thành vật của mình con tiên cổ này là một con tằm có màu trắng sữa kích cỡ tương đương ngón trỏ của một thanh niên trưởng thành cầm ở trong tay nó chỉ có trọng lượng ngang bằng quả trứng giả Đồng thời cơ thể vấn nộ, giống như mặt của đứa bé mới sinh, trên đầu con tằm còn có một chiếc lá màu xanh biếc, nhìn giống như lá rau, điểm thú vị khi con tằm này cuộn lại, lá rau cũng bao cơ thể của nó lại luôn. Chương 2347, sân hạ thu đông hai khí tức của trùng nồng đậm thể hiện thân phận không tầm thường của nó. Tiên cổ trụ đạo bát truyền, nhưng rốt cuộc là tiên cổ gì? Phương Nguyên còn chưa thể khẳng định, hắn chỉ có thể suy đoán, đây chỉ sợ là tiên cổ bát truyền trụ đạo sân. Nếu sử dụng cổ sân riêng lẻ, sẽ khiến cho một địa vực tiến vào thời gian mùa xuân, băng tuyết tan rã, gió mát ấm áp, mầm non sinh ra, cổ sư nuôi, dùng nguyện phương diện dùng cổ vô cùng bát đại tinh thâm, nếu có được một con tiên cổ lạ lẫm, không ngừng thăm dò, suy tính uy năng hiệu dụng của nó, phương diện này thường có những nguy hiểm không thể đo lường. Mặc dù Phương Nguyên đã luyện hóa được con tiên cổ này, nhưng cũng không vội nghiệm chứng phỏng đoán trong lòng, bởi vì hắn tin vào đường tát, có thể thu hoạch đáp án chuẩn xác hơn, đáp án sẽ rơi xuống người hạ cha chỉ cần vơ vét hồn phách của bà phương nguyên không chỉ biết được thân phận cách dùng của con tiên cổ đó thậm chí ngay cả cách hạ trà thôi động sát chiêu sân tiễn phương nguyên cũng đều có thể biết được rõ ràng phương nguyên cũng không vội vã sư hồn hồn phách hạ cha được lục thân của bà bảo vệ tu vi bát chuyển còn đó muốn sư hồn cũng không dễ dàng gì phương nguyên lên kế hoạch lúc nào cũng nghiêm cẩn hắn dự định trước thu lấy hồn phách hạ cha khiến nhục thân và hồn phách của bà ta tách rời sau đó lại nhằm vào hồn phách mà ra tay nhưng muốn thu lấy hồn phách của hạ cha cũng vô cùng phiền phức cần phương nguyên chuẩn bị một thời gian trước đó bước đầu tiên phương nguyên muốn làm là tận lực trộm lấy toàn bộ cổ trùng bên trong tiên khiếu của hạ cha dựa theo biện pháp trước đó phương nguyên tiếp tục ra tay với hạ cha lần thứ hai đạo tặc quỷ thủ chỉ trộm được một con phàm cổ ngũ chuyển tạo thành thành quả hoàn toàn trên lịch với lần đầu tiên xem ra hiệu quả của lưu niên bất lợi đã biến mất vận thế của ta và vận thế của hạ cha trên lịch cũng đã giảm bớt rất nhiều phương nguyên hiểu ra cổ tiên bát chuyển có được thành quả như vậy bản thân đại diện cho khí vận tự nhiên không tầm thường, hoặc có thủ đoạn gia tăng hậu thiên. Phương Nguyên dựa vào chân truyền vận đạo không trọn vẹn, có thể có được khí vận cao hơn bát truyền bình thường, nhưng đối với người như Phượng Cửu Ca mà nói, trình độ khí vận như vậy không cấu thành uy hiếp quá lớn, đối với Phượng Kim Hoàng thì càng không cần phải nói. Sau khi Phương Nguyên biết được nguyên nhân rõ ràng, lập tức sử dụng sát chiêu lưu liên bất lợi lên người hạ cha, liên tiếp sử dụng đạo tạc quỷ thủ trộm tiên cổ của bà. Thời gian bên trong tiên khiếu trí tôn đã qua 10 ngày, Phương Nguyên thu được rất nhiều phàm cổ và bốn con tiên cổ của Hạ Cha. Bốn con tiên cổ này hình thành một kết trọn vẹn, treo thứ tự là cổ xuân, cổ hạ, cổ thu và cổ đông. Cổ xuân như con bạch tằm, đầu mọc lá dâu xanh biếc, cổ hạ thì giống như con mũi màu đen. Lớn chừng bàn tay, nhưng đôi cánh mỏng phía sau lại có đến ba cặp, khi bay muốn lóe lên ánh sáng lộng lẫy đủ màu. Cổ thu giống như một con dĩa mèn màu đỏ sậm được điêu khắc từ gỗ, tiếng giấy cực kỳ vang dội. Cổ đông là một con trùng cánh màu xám trắng, tản ra từng luồng hàn khí, trong đó Cổ xuân, Cổ Hạ có cấp độ bát chuyển, còn Cổ Thu, Cổ Đông thì yếu hơn một chút, chỉ có thất chuyển mà thôi. Sau khi Phương Nguyên trộm lấy bốn con tiên cổ, nhiều lần sử dụng đạo tặc quỷ thủ chỉ có thể trộm lấy phàm cổ, bởi vậy có thể phỏng đoán, trong tay Hạ Cha cũng chỉ có bốn con tiên cổ này mà thôi. Tình huống rất giống với Hắc Phàm, tiên cổ trong tay Hắc Phàm rất ít, lúc trước Phương Nguyên thu hoạch cũng chỉ có cổ tự thủy lưu nên bát chuyển, cổ liên và cổ dĩ hậu thất chuyển mà thôi, cả hai ngang nhau, khó phân trên dưới mặc dù tiên cổ bát chuyển của hạ cha có đến hai con nhưng tiên cổ tự thủy lưu nên của hắc phàm lại mang đến lợi ích to lớn có được nó chính là có được nguồn sản xuất cổ niên lớn nhất trên đời bây giờ hắn có thêm bốn con tiên cổ đồng thời đều là trụ đạo hai con bát chuyển hai con thất chuyển cấp độ rất cao lớp lỗ hổng rất lớn của phương nguyên ở phương diện này nhưng nếu muốn vận dụng chúng tất cả phải dựa vào sư hồn hạ cha khi phương nguyên có được số tiên cổ này áp lực trong lòng tiêu tán rất nhiều không có tiên cổ trên người ngay cả hạ cha thức tỉnh ngoài ý muốn cũng giống như mãnh hổ không có nanh vuốt thực lực giảm số rất nhiều trộm lấy tiên cổ của đám cổ tiên kia là nhiệm vụ bắt buộc tiếp theo mới là sư hồn khiến hồn phách và nhục thân của bọn họ tách rời dù sao khống chế nhục thân ngoại trừ hồn phách thì còn có ý chí có thể giải quyết chỉ cần lưu lại bên trong tiên khiếu mấy luồng ý chí có thể tạm thời thay thế hồn phách khống chế nhục thân cuối cùng phương nguyên mới chuẩn bị ra tay với tiên khiếu bọn họ nhưng tiếp theo công việc trộm tiên cổ của phương nguyên không khỏi tạm hoãn một chút tiên nguyên không đủ trước đó hắn đã gần sắp cạn gần đây lại trải tiên trận trải qua một trận kịch chiến trở lại tiên khiếu trí tôn lại trải tiên trận nhiều lần thôi động thần mộng cầu chân biến đạo tặc quỷ thủ dự trữ tiên nguyên của phương nguyên đã giảm xuống rất nhiều bên trong bảo hoàng thiên buôn bán cổ niên đã vô cùng ảm đạm cho dù phương nguyên có bán long ngư nhưng lúc này cũng không chống đỡ nổi một lượng lớn tiêu hao như thế chứ đừng nói chi núi đã hồn vẫn đang được chữa trị nhưng tất cả đều không thoát khỏi khống chế của phương nguyên hắn cười lại ha ha đây là lúc phải để cho thế lực nam cương nhỏ ra chút máu rồi quá trình sau đó nhất định sẽ rất vui vẻ không chỉ bắt chẹt được tiên nguyên thạch phương nguyên còn sẽ bắt chẹt đủ loại tài nguyên giúp cho hắn nuôi nấng tên cổ không có tài nguyên tu hành thì làm sao mà cuột khởi cuột khởi cái rắm có một câu nói rất hay giết người phóng hỏa đa lưng vàng dọa dẫm bắt chẹt mới là phong thái của người trong ma đạo